Lấy cái cây livestream lùng trong đó ra luôn rồi. Cây đã dặn sao quên mất mẹ nữa. Lấy cái livestream lùng một tí ha. Cái lùng. Cái này cái cao hả? Cái lùng. Cây đó đó. Cái đó hả? Này có cái keo nữa, đã lùng nhất. Còn cái lùng ở trên nó nghe cái lùng kìa. Cái đó là cái lùng nhất. Rồi mất cái miếng ở chỗ đây à. Mất cái miếng trắng ngay đây à. Rồi bấy thỏi á. Dậy. À. Mất còn cái miếng trắng nhỏ ngay đây à. Hello chị Cúc em, hello mấy chị. Tối nay xả hàng bơm, đưa mấy cái hàng bơm qua cắt à. Coi cắt cẩn thận chứ không nó lủng á nha. Hôm nay em cắt hàng bơm nha mấy chị nha. Em về hôm qua chị. Về từ hôm qua chị ơi. Trưa hôm nay xả hàng bơm nha mấy chị nha. Trưa hôm nay xả hàng bơm cho mấy chị nè. Đưa 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 cho chị Huy cắt đi. Chị cắt không có được đâu. Đưa xé. Em xả cái cục hàng này qua, đưa đây qua đây cho chị nè. Sao hàng gì mà chị Nguyễn Trí Anh mà cứ gửi vô cái kiểu gì hoài vậy không? Cục mở hai cục chiều Nguyễn Trí Anh đưa qua đây nè. Hôm nay xả hàng bơm nha mấy chị nha. Cái đầm này chị đào đúng 100kg hãy lấy, không đúng 100kg đừng lấy. Đây là một cái đầm thun lưới nha mấy chị. Đầm thun lưới hoa. Rồi đầm này chị đào đúng 100kg hãy lấy đi tiệc. Rồi đầm này xe cho mấy chị 100.000. Cúp ngực nè. Cái đó là cúp ngực nè mấy chị. Có tay nè. 100kg hãy lấy đầm này. Nếu không đúng 100kg không lấy nha. Nếu không đúng 100kg không lấy. Coi bữa chiều ngoài đó mà bỏ quên rồi nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị giày nha. Đây là Nguyễn Trí Anh phải không? Ừ. Nguyễn Trí Anh cái nào đâu? Em có một đôi giày mấy chị. Để em coi size nhiêu em xe cho mấy chị luôn. Còn không đem lên lầu để. Alo. Đôi này chị nào mà 39,5 nè. Đôi này chị nào 39,5 lấy. Em bán đôi này cho mấy chị 140 luôn. 220 bán 140. 39,5. Đôi này 39,5 nè, đúng 39,5 luôn. Rồi chị nào lấy cái gì thì báo giùm em nha. Có chị Linh. Rồi 140 của Kim Thị Phượng. Rầu về cái chứ. Hàng thì dai xa giao đúng sai mà cứ vậy á. Ai à? Kim Thị Phượng. Xe Nguyễn. Hả? Lô xe Nguyễn. Sao à? Ủa bữa đó không inbox được cho Rose Nguyễn này hả? Tí thôi nhắn tin cho Rose Nguyễn này nè. Tháng 10 ở Sóc Trăng 450 đúng không?
Em có một con đầm ngọc trai 82 kg. Rồi đầm này 280 cc cho mấy chị 200.000 cho hết hàng. Ủa anh bóc được rồi mà em. Có được mà. Đầm này là 208 bán mấy chị 200 nè. Đây nha mấy chị nha. Đầm này là size XL là 82 kg. Chị nào khoảng cỡ 73, 74 tới 82 kg. Bán đầm này sale cho mấy chị với giá là 200.000. Anh nhắn tin cho nó, anh hỏi tại sao không nhận hàng. 280.000 đầm này sale 200. Đầm này đầm ngọc trai á. Đầm này là em bán quá trời luôn mà hàng bị bom về đó mấy chị. Em có một bộ thể thao mà hồi bữa em đi Quảng Ngãi em mặc bộ này nè. Bộ này là bộ hoa văn đỏ. Bộ này là nguyên kèm áo và kèm quần. Bộ này cũng size dưới 82 kg. Đừng bỏ anh, đừng bỏ. Để trước kia. Bộ thể thao đỏ này là 300. Chị nào lấy em xe cho mấy chị 200.000 bộ thể thao đỏ này. Chị nào chốt thể thao đỏ chốt lên giùm em thể thao đỏ sale 200. Sale 200.000 nha. Giày khách lấy rồi. Đây bộ thể thao đỏ LV. Chị nào chốt bộ này dưới 82 kg chốt giùm em nha. Về hồi đó hồi bữa đợt trước đại lý em Phú Yên á bán cái mỹ phẩm này nè mà nó chưa bán được thì mẹ em thu hồi về, thì đợt vừa rồi em có về ngồi đó thì em có lấy vô mà lại tính ra là mấy chị hơn nè, tính ra là mấy chị hôm nay hơi bị hơn. Thứ nhất là kem body 300, kem body 320.000. Kem này là kem sức mình nè, kem sức mà để cơ thể trắng là kem body sắp từ cổ xuống. Kem body 320 sale 150. Cái này là kem chống nắng nè, bộ thể thao của Linh Hồi nè, 200. Tất cả cho Linh Hồi nè. Cái này là kem chống nắng mấy chị. Cái này là sữa rửa mặt nè. Còn cái này là kem chống nắng. Và hai món này em đều 330. Em đều sale cho mấy chị là giá 100.000. Nhưng mà mấy chị ơi, kem chống nắng em chỉ còn 2 hộp. 3 hộp. Kem chống nắng em còn 4 hộp, còn 1 hộp em để em dùng. Nha, 1 hộp em để em dùng. Bỏ lên kia đi hả, bỏ lên kia. Rồi hai sữa rửa mặt 330 em được sale cho mấy chị với giá 100.000. À, còn kem body là sale 150. Tại kem body này rất ngon lắm. Chị có bông chỉ mua 1 lần 5-7 hộp á. Chị có bông chỉ mua cái kem body này nè. Kem hàng này là hàng của nhập khẩu Hàn Quốc chứ không phải hàng Việt Nam mình nha mấy chị nha. Thấy em còn mấy món mỹ phẩm đó là hết á. Em còn mấy món này nữa là hết nè. Body với kem chống nắng. Mà kem chống nắng này là UV chống nắng này của Ngọc Giang nè. 100.000 của Ngọc Giang. Chống nắng 100.000. Chống nắng này á là 50 cc, cho nên mấy chị đánh mặt, đánh mặt, đánh tay, đánh chân là ok. Em nói thiệt với mấy chị á, đặc điểm của chống nắng á nha, mấy chị đi cỡ nào ngoài đường nắng nhất là hai cái mu bàn tay nè mấy chị. Hồi sáng em có nhắn tin vô Facebook của Gia Hân Trần Đà, Gia Hân Trần Nguyên á, chống nó sửa rửa mặt của Gia Hân nè, sửa rửa mặt của Gia Hân Trần Nguyên 100.000. Hồng Ngọc chống nắng 100.000. Hồng Ngọc chống nắng 100.000. Đưa bịch bóng gương qua bớt cho tụi nó đi. Thái Thiếu Linh sửa rửa mặt 100.000. Thái Thiếu Linh sửa rửa mặt 100.000. Thúy Ninh Nguyên chống nắng. Anh sao mở bịch bóng gương nha anh. Bỏ bịch bóng gương ghi chứ đừng có ghi trên hộp. Thúy Ninh Nguyễn nè. Đưa cho ngần ấy ngần cái bút lông. Thúy Ninh Nguyễn. Hỏi lộn xộn hết nha. Một loại kem gái đây. Có một loại kem không đúng không? Dám đâu. Hai loại cho nên tôi ngồi tôi nhìn nè. Rồi cái của người chỉ thiền cầm là của ai? Thúy Linh Nguyễn nè, chứ sao đưa ra không ghi cứng ông nhìn miếng thay bay. Trước khi con bỏ con phải ghi cái tên trước đi. Chị Vân Vân ra đây thấy đâu. Thấy số lượng là đi hơi quốc. Còn sửa rửa mặt của ai? Kim Thị Phượng nè. Kim Thị Phượng.
Lấy thêm với chị Ngọc Giang một liệu trình giảm cân là 2 hộp viên 2 hộp bột đúng không? 2 hộp viên 2 hộp bột cho Ngọc Giang. Kem body xài sướng lắm đúng rồi. Nguyễn Cẩm Tú kem chống nắng hết. Bây giờ còn có sữa rửa mặt thôi nha. Alo. Alo. Dạ. Hàng bơm á chị Trâm. Giờ nhìn cái bao. Nhìn cái bao hàng bơm với lại nhìn mấy đĩ lồn nó nước lồn nó mệt quá. Thiệt chứ. Có hai loại. Hai loại rồi, nói hai loại rồi mà. Hai loại. Cái này của ai? Hồng Ngọc á. Chứ sao đưa ra không ghi tên vậy trời? Khi bỏ bì rồi phải ghi tên vô, bỏ bì trắng này nè. Ghi tên bì trắng. Hồng Ngọc chống nắng đúng rồi. Hồng là cái Hồng Ngọc chống nắng mà bỏ sữa rửa mặt chi vậy? Rồi cái của Hồng Ngọc đâu? Rồi cái này của Hồng Ngọc đâu? Nguyễn Cẩm Tú không có bill. Biết rồi, nhưng mà coi coi mấy cái lục hồi nãy giờ Nguyễn Cẩm Tú. Trời ơi. Coi được hai cái nè. Rồi, rồi còn cái này là cái gì? Thua muốn bỏ gì bỏ giờ mệt rồi. Thôi lại đưa ra hộp nào đọc tên người đó rồi mà. Vô lấy hai sữa rửa mặt coi. Thí Minh Nguyễn đâu rồi? Ủa Thí Minh Minh Nguyễn đâu rồi? Lấy mấy hộp sữa rửa mặt này hả? Này. Đổ ra Thí Minh Nguyễn có thử cái gì vậy? Hồng Ngọc là không đúng rồi nè. Thí Minh Nguyễn là hồi nãy có một chống nắng nè. Này là đúng không? Này trời ơi, coi trong bài biết cái gì giờ bán đã không được rồi còn dày nữa sẽ mệt ra. Dạ không, Trần Nguyên là sữa rửa mặt Hồng Ngọc chống nắng, Thái Thiếu Linh sữa rửa mặt. Cái nào? Cái này sữa rửa mặt phải không? Cái này chống nắng. Dạ hơn sữa rửa mặt đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi. Cái gì nước, cây bút lông, nước cái bì quăng, đứa nào đọc đứa đó đi. Thúy Ninh Nguyễn sữa rửa mặt 100 ngàn của Thúy Ninh Nguyễn nè. Chị Thiệu Thúy Ninh Nguyễn ghi Thúy Ninh Nguyễn 100 ngàn. Sữa rửa mặt 2 hộp của Quốc Khang nè. Quốc Khang 2 hộp 200. Viên hết phải không chị? Viên hết là 5 hộp viên. Hãy ơi cho 3 hộp viên thôi nữa. Viên hết là 1 triệu. Nè chị Giang muốn xuống á nha, là chị Giang phải điện một hộp bột vô em nói thiệt. Tại vì hộp bột nó mạnh lắm. Chị không xuống nó cũng xuống nữa. Mà chịu khó pha với lại cái ly mà ly uống cà phê á, chị pha một miếng nước nóng nóng ấm ấm này nè, quậy lên rồi uống. Quậy lên rồi uống cái đó rất là ok. Em nói thiệt sự luôn, còn nếu chị muốn đi uống viên cho dễ thì chị cứ lấy viên. Viên. Rồi 5 hộp viên một lọ. Người ta bán 350 một hộp giảm cân thì em bán có 270 là 1.350.000. Cứ một đứa cái bút lông bút quăng tới đứa nào là út đọc tên đứa đó. Rồi 1.350.000 của ai? 1.350.000 của Ngọc Giang. 350.000 của Ngọc Giang nè. Ủa chị mà cơ địa mà tao nói khó xuống tàn canh giá lạnh là phải đắp trà bột vô. Phải đắp. Nha. Phải không? Lấy chị hộp body vô đây em. Hôm nay em nói em xả bơm với lại em xả coi em xả dập mặt luôn. Ai chết ai sống gì kìa mẹ nó. Má mấy cái con đỉ lùn. 30 triệu tiền hàng bơm. Body lẻ. Body lẻ. Có cái hộp body lẻ. Ờ đưa cái đắp mặt nạ luôn để cho mấy chị còn mấy hộp đắp mặt nạ. Đúng rồi, 4 hộp viên anh Tư sửa lại giùm em nè. 4 hộp viên 1 bột nữa đây. 275.4 1.080.000. Ghi lại 1.080.000 anh. Với lại hộp đây anh. Hộp đó 450 nữa. Chị ở đâu chị? 450 nữa không? Ngô chị Ngô Hiền hả? Rồi rồi tí xíu nữa yên em nói thì yên dạy vô. Em nói với chị body nè. Body á, body là một cái kem mà mấy chị đánh cơ thể rất là sướng. Em nói mấy chị ha, cơ địa mà khó giảm ha, là gặp trà bột bên em là tao nói bốc hơi hết mấy chị. Mấy chị coi cái body bên em nè. Cái thứ nhất đó nha, là nó rất là thơm mùi Chanel Pháp, nó thơm mùi Chanel Pháp lắm. 360 chứ không phải 320. 360 mà bán mấy chị còn có 150.000. Ha, đây mấy chị. 360.000. Các chị coi hai cái tay khác trời giật nè. Mà hay cái đặc điểm này nó có một cái đặc điểm rất là hay. Khi mấy chị mặc đồ đen á, mấy chị mặc đồ đen nó không có bớt rít vô người. Ha, à, hai hộp viên của Hồng Ngọc. Hai hộp trà viên của Hồng Ngọc. Mấy chị mặc vô nó không có bớt chi rít. Nó rất là hay nha mấy chị nha. Mà em nói mấy chị nó thơm mùi Chanel Pháp. Mấy chị đánh nguyên ngày mấy chị khỏi còn dùng dầu thơm.
là đặc điểm của cái đặc điểm. Lấy thêm một chống nắng rồi. Hồi nãy giờ Ngọc Giang có chống nắng chưa vậy? Anh hồi nãy giờ chị Ngọc Giang có chống nắng chưa? Hết chống nắng rồi chị. Rồi hết chống nắng rồi, có body thôi. Rồi một body của Hồng Ngọc nè. Một body 150 của Hồng Ngọc. Một body của Quốc Khang. Thế bây, một body của Quốc Khang 150 nè. Mà mấy chị nha, cái đặc điểm của body ha, mấy chị đánh khỏi cần dầu thơm, khỏi cần dầu thiết luôn, mà nó lịn trong người đã lắm mấy chị. Cái chất kem nó sướng lắm. Và em còn được khoảng cỡ mấy hộp á, khoảng cỡ 5-7 hộp mặt nạ. Mấy chị hồi giờ mấy chị có thể dùng mặt nạ ở đâu em không cần biết, nhưng mà mặt nạ của bên em nó có đặc điểm như thế này. Một hộp đó là 199 ngàn, thì bây giờ còn mấy hộp em bán mấy chị 100 ngàn luôn. Mà khi mà mấy chị lấy cái mặt tối, mấy chị tắm rửa sạch sẽ đúng không, mấy chị bỏ cái hộp mặt nạ ở cánh cửa tủ lạnh á, cái mấy chị cắt một bịch ra, xong mấy chị lấy đắp lên, cái một hồi nửa tiếng tiếng nó hút cái chất đó, xong mấy chị gấp cái mặt nạ làm bốn, mấy chị bỏ lại vô cái bịch, mấy chị đắp hai lần cho em, tại vì cái dưỡng chất nó rất là nhiều. Mấy chị coi hai tay nè. Nhưng mà em nói mấy chị hỏi, nó trắng cái kiểu trắng mịn lắm, trắng cái kiểu mấy chị rất là thích, chứ không phải nó trắng cái kiểu mà lỉnh hay là trắng cái kiểu giống lam, không có. Không phải trắng cái kiểu mà ghẻ ghẻ, Quốc Khang có một body rồi. Không phải trắng cái kiểu ghẻ ghẻ mấy chị. Cho nên khi mấy chị dùng nó thích lắm. Nó rất là thích. À, còn đây nè, mặt nạ nè, 100 ngàn hộp còn mấy hộp. Một hộp mặt nạ là 5 cái mấy chị đắp được 10 lần. Mà cái này là dưỡng cấp của tụi Hàn Quốc. Rồi Quốc Khang thêm hộp body 150 ngàn nữa nè. Đó. Cho nên là mấy chị tranh thủ chốt giùm cho em. Sao bữa tiền nước 550, sao Yên đưa có 150, còn tiền đồ chị chưa đưa em. Gì chị, bữa đó em đưa chị tiền nước là tờ 500 với sao chị bữa trước đưa bữa trước tiền nước 150 mà sao Yên đưa có 150, còn tiền đồ chị chưa đưa em nữa. Ủa chị, tiền nước hồi bữa em đưa chị 500, 550, 560 đủ mà. Chị Hoa coi lại đây, em đưa em để đó là 550, 560, em đứng em tính là 500 mấy mà em đưa chị nhiêu. Em lấy một mặt nạ, một mặt nạ của Kim Thị Phượng nè. Mặt nạ em mua thêm đi nha, tại vì hàng này Hàn Quốc là em không có còn nữa đâu. Tại vì công ty kiểu như là nhập khẩu một lần về phải mấy tỷ á, mà đợt trúng đợt mùa dịch á, tức là công ty em nó không đủ khả năng, nó chống chọi nữa. Tại vì tiền hàng tháng là tiền nhân viên, tiền công ty, tiền nói chung mọi thứ nó nhiều lắm mấy chị ha. Còn cái dòng sản phẩm nữa là dòng sản phẩm kem CC. Mà một kem CC này có tặng một hộp son nha, 580 sale còn 280. Kem CC là một cái kem trang điểm. Hồi bữa đó em đưa tiền nước chị Ho nhiêu? Em đưa tiền nước chị Ho nhiêu? Đây là mấy chị. Nhưng mà cái CC này nè, CC đó là CC nước nha. Mấy chị in nó ra, em đánh nửa mặt cho mấy chị coi thôi ha. 580 mà bán còn 280 mà có tặng một thỏi son nữa mấy chị. Bữa nay mấy chị không thích đỏ hồng trầm thì em tặng qua cho mấy chị màu khác nha. Em nói mấy chị ra đường hả? Chỉ cần một hộp kem CC thôi ha. Đồng Anh Long An, có em nhắn tin lấy cho em cái đầm xanh chị mặc 22 chị. Đồng Anh Long An. Đầm Chanel á anh Tư, đầm Chanel mà 220 á. Đầm đủ màu đủ sắc. Đó chị hả? Cái nhiều á. Em đánh mấy con vùng dưới. Này mấy chị thấy nó mịn không? Em đánh có vùng dưới mới đánh có vùng dưới. Cái này đúng không? Đúng rồi. Size L. Size L. Tột, sạc lỡ. Cái mặt nạ là mấy chị nên mua đó. Mặt nạ. Rồi cua tiếp hàng bom. Không có phấn phủ ở ngoài eo trần. Không có phấn phủ ở ngoài chị, không có phấn phủ ngoài. Tại vì cái bộ combo của nó là những sản phẩm như vậy. Là em sẽ bán như vậy em nè. Rồi lên tiếp nha. À không sao đâu, tiếp đang lại tí xíu nữa chị kêu em bắt chuyện chị ha. Cái áo này là chị nào mà từ 85 đến 100kg hãy lấy. Áo này là áo trắng. Rồi áo này hai kem CC. Sửa rửa mặt kem body của Nguyên Phạm nè. Lấy cái hộp son mà trong cái hộp tặng chị Nguyên Phạm nha. Kem gì ai lấy son nó xuống vậy? Đâu có ai lấy ở trong đây mới giờ. Không. Son nó son mấy trăm ngàn cây mà sao đi tặng vậy? Cái kem hộp vuông của chị còn không? Vô chị vô đi. Còn một hộp kìa. Hộp dưới mấy cái kia ấy đó. Đó, chết mẹ nữa rồi. Một cây thôi. Rồi vậy là một là em lộn, hai là nó bay, mà em có lộn đâu. Tại vì bữa đó em tính nhầm là 540.
Em đưa chị một tờ 500 với tờ 50. Lấy thêm hai sữa rửa mặt cho Quốc Khang nè. Lấy kem CC, lấy ba, lấy sữa rửa mặt luôn. Là em thì không lộn mà em vậy thôi, để đó đi, bữa nay em về em trừ cho. Để bữa nào về em đưa cho, còn không để em kêu má lên đưa cho chị Hoa ha. Tại vì em tính 500 thôi, 540 mà em rút một tờ 500. Em đang tính tiền nước rồi bữa đi từ thiện hả chị. Vậy thôi chị Hoa tính là chị Hoa nhắn tin vô Facebook em ơi. Sữa mặt còn ở trỏng á, còn kem CC, còn sữa rửa mặt tùm lum ở trỏng á. Coi thử cái kệ nhà dưới còn không em. Một kem CC, một hộp thật nè. Vô lấy kem CC đi. Rồi là vô lấy thêm một kem CC, chị Nguyên Phạm một kem CC nè. Nguyên Phạm nè, một kem CC, một sữa rửa mặt và một kem body. Cái này của Nguyên Phạm quận 12 nè. Kem CC giá nhiêu? 280 cộng 150 cộng 100.000. Bữa đó sao chị không nói liền em, trời kêu lên chứ. Chúng ta kêu liền đi, thôi qua người ta. Thôi để bữa sau em gì em trả cho. Để coi thử còn thiếu nhiêu chị trừ lại cho em ơi. Bữa sau không không để em kêu thiếu nhiêu em kêu má lên tính nha. Tại vì em biết là bữa đó em tính là dư, em tính là 540 em đưa là 550 em đi luôn á. Nha mấy chị chờ em một chút. Chị Nguyên Phạm ghi hết chưa? Rồi tiếp tục của ai? Quốc Khang, hai sữa mặt. Có trong đó có thùng sữa rửa mặt ở trong á. Xách hết thùng này luôn, xách lên luôn. Rồi sữa rửa mặt của ai Quốc Khang, hai sữa rửa mặt. Em nói nha, một tiếp sữa rửa mặt này mà chị dùng phải 5-6 tháng. Nói thiệt, nó làm đậm đặc lắm. Nè Quốc Khang, hai sữa rửa mặt 200 của Quốc Khang là chỉ thiện đi. 200. Rồi anh em tiếp phẩm một kem CC và một hộp mặt nạ. Một kem CC và một hộp mặt nạ. Kem CC 580 còn à. Nay bán món vậy, nay em đang bán dâm á chị. Nói gì mà hai cái con cặc vậy. Hai một kem CC. Có thử con son màu đỏ trầm tặng không con? Là bữa nay sau lên tặng cái hộp. Mà sợ tặng cái hộp son đó chị, chị anh em tiếp phẩm 280 cộng với lại 280 cộng 100. Nè chị Thiện, sữa rửa mặt của Tuyết Nhung nè. Tuyết Nhung phải giấu một hộp sữa rửa mặt 100.000. Đây là áo 85 tới 100kg. Chị nào thích áo sơ mi phông rộng thì quốc con này. Con này đẹp lắm. Con này 250. Và mặt nạ của, mặt nạ con không nhà dưới, kệ nhà dưới. Đây nè mấy chị, đây là áo mà áo sơ mi này là 250. Bây giờ còn một cái em bán mấy chị 130.000. Con này hơi bị dễ thương. Con này phải từ 85-88kg tới 100kg. Chị nào chốt sơ mi chốt giùm em, bán luôn 120.000 sơ mi. Bán luôn cho mấy chị nè, mấy chị thấy không? Hai cái làn da khác nhau. Bán luôn cho mấy chị sơ mi 120. Em muốn giảm con đợt này nữa là 3 liệu trình rồi đó chứ. Suốt bao nhiêu ký chị Giang? Đáng lẽ chị phải uống, nếu mà ở thường xuyên ở nhà là phải uống một. Cái em nói mấy chị là một hộp là 5 miếng. Nhưng mà cái mặt nạ này là em xin năn nỉ mấy chị là nên mua đó. Em nói thiệt, 199.000 bán 100.000. Một bịch mấy chị dùng được 2-3 lần tại vì dưỡng chất rất là nhiều. Một hộp mặt nạ mấy chị có thể không đánh được một hộp kem. Tại vì dưỡng chất vô rất là nhiều. Mà bán có 100.000 thôi. À, làm như em bị ám ảnh, em sợ khách mới hay sao mấy chị. Đây mà khách mới này em ớn ăn. Kiếm cái đầm đỏ ngọc trai bỏ cái bộ này vô nè. Có bán nước rửa bướm bướm hả? Có chị. 120.000 của Hương Bùi nè, xếp lại. Có bán nước rửa bướm bướm chị. Chị muốn rửa sao? Em có một cái đầm này size hay là size 90kg nè. Rồi em rút rén đó chứ bữa đó có thằng Nguyên. Nguyên là anh đang tuyết vỏ thêm 100.000 này nữa nè. Rồi đầm ren. Đây đầm ren cho mấy chị nè, đầm này xinh, đầm này mannequin mặt rất là xinh. À, đầm ren, đầm này size 90kg. Chị nào chốt đầm ren 280 xem mấy chị còn 200 đầm ren. 200.000 đầm ren nha. Chị nào chốt đầm ren thì chốt lên giùm em. Ở trong đó lấy nguyên bao sữa rửa mặt ra luôn Hải ơi. Rồi chắc hết xuống cờ nhà dưới của cô Tuyến chắc phụ cho. Xuống 5kg. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một mẫu quần hàng suốt 250. Rồi bây giờ còn một phái bán xe mấy chị 150 luôn. Quần này còn cỡ dưới 72kg. Quần này xuống cỡ 72-73kg nha. 72-73kg quần này à. Rồi 250 xe 150.000 quần. Chị con Hiền quần 7 á. Chị đang vô, chị nói là bữa đổi bộ đồ kia 3X vô lừa mẫu khác đi. Bây giờ biết sao vậy?
lo chị. Tại vì mấy chị bữa nào mấy chị muốn kiếm mấy cái mẫu này quần bà rách của Hiền Phạm 150.000 xin địa chỉ số điện thoại. Em ship về đưa cho bé lùng đi bây giờ. Có những bộ đồ mà tôi nói nó mệt tim. Bộ này dưới 70kg nè. Rồi bộ này 240. Bộ này 240 sale cho mấy chị 170.000. Chốt giùm em bộ đen viền trắng hoặc là chốt giùm em bộ đùi 170. Đầm ren của Nguyễn Huyền. Hàng này mấy chị lưu ý nha, hàng sale mà xả hàng bơm là, hoặc là hàng hàng không phải chính quy là em không bao giờ trao đổi trả ha. Nguyễn Huyền, nhắn tin cho Nguyễn Huyền địa chỉ kèm số điện thoại. 200 đúng không? 200. Bộ này nè mấy chị, bộ này kèm áo nè. Bộ này dưới 70kg, 60 đến 70kg. Sơ mi trắng khách lấy nè. Chốt giùm em bộ đùi đen. Chốt giùm em bộ đùi đen 240C nha mấy chị, còn 170.000 bộ đùi đen. Bộ đùi đen nha mấy chị nha. Quần khách lấy. Hàng gì mà hàng bơm còn 30 triệu tiền hàng rồi. Không biết bán được bao nhiêu ngày nữa. Một chén nói. Một chén nói. Rồi em có một bộ này nè. Bộ này là bộ bi. Bộ bi thun lai dông. Bộ bi thun lai dông quần váy kèm giá. Bộ này xinh lắm. Bộ này chị nào dưới 92kg chốt. Chốt giùm em bộ bi dưới 92kg. Bộ bi này có cái nhíu với lại tay cánh tiên rất là đẹp nha. Rồi bộ bi này xe cho mấy chị 150.000. Dưới 92kg bộ bi. Chị nào chốt bộ bi chốt lên giùm em. Ủa chị Nguyễn Huyền chị nhiêu ký hả? Ở xin địa chỉ đi, đưa cho bà con. Chị Nguyễn Huyền bao nhiêu ký? Chị Nguyễn Huyền khách mới phải không? Chị Nguyễn Huyền bao nhiêu ký mà em thấy đồ 80kg chị cũng chốt mà đồ 70kg chị cũng chốt không được nha. Chị Nguyễn Huyền này nè. Sao? Bữa là mới đây chứ không phải là bữa. Sao? Còn mình muốn mua hai cái áo mà đang mới chụp hình nè, rồi cho có xe hàng trước không, thanh toán không sớm. Mới nãy á. 1 giờ, lúc 12 mấy 1 giờ. Được rồi, tin nhắn hả? Bộ đồ tâm lê nè. Bộ đồ còn không? Để từ từ cái chị cái chốt bộ đùi bộ đen Nguyễn Huyền trước kìa. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị bao nhiêu ký hả chị Huyền? Chị Huyền ơi, chị bao nhiêu ký? Chị trả lời nhanh giùm em để em like đi. Tại vì một cái đầm á là chị chốt cái đầm 200.000 đúng không? Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận, ok. Thứ nhất, thứ hai chị chốt hàng kiểu này là không được. Một cái kia là size L, em nói dưới 80kg có nghĩa là từ 72 đến 80kg. Mà bộ này từ 60 đến 70kg, vậy là chị bao nhiêu ký? Chị chốt hàng kiểu này là em không đồng ý. Ha, à, Tú Trang Lý 150.000 bộ bi nè. Xử lý Tú Trang Lý trước đi. Rồi để cho bộ đen cho Tâm Lê nè. Bộ đen của chị Tâm Lê khách cũ hay khách mới vậy? Tâm Lê 70kg nè. Tâm Lê 170. Không, tại chị Tâm Lê là 90kg mà từ giờ chốt 70kg là phải hỏi á. Chứ không phải là quá cũ đâu. Tâm Lê. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Bộ ngọc trai. Rồi bây giờ em sẽ sale cho mấy chị bộ ngọc trai nè. Ở trên ghế có cái bao ngọc trai con, đem xuống đây. Bây giờ em sẽ sale bộ ngọc trai này cho mấy chị 260.000 em sale cho mấy chị, còn 180.000 ok chưa? Bộ ngọc trai 180.000, trời ơi quá sướng luôn. 260 sale còn 180. Kèm với quần chín tóc. Bộ ngọc trai bây giờ em còn size dưới 70kg và một đúng duy nhất một bộ dưới 90kg. Rồi đây, còn được bao nhiêu bộ như thế này. Rồi chị nào chốt ngọc trai chốt lên giùm em. 67kg là chị lấy cái đầm bị rộng đó. 67kg là chị lấy cái đầm bị rộng đó chị Huyền. Có nghĩa là khi mà em kêu dưới 80kg là phải từ 70-72kg đến 80kg. À chị Tâm Lê mua cho con ok chị Huyền. Còn chị Huyền là cái đầm hơi rộng. Nếu chị thích form rộng thì chị lấy cái đầm. Còn nếu chị không thích form rộng thì chị xả. Chứ bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Tới khi xuống dưới rồi cứ này kia khác nọ rồi mất công mất lòng giữa chị với em. Ví dụ như sau này chị muốn mua đồ em hoặc là chị muốn mà em muốn bán với chị thì cũng không có được với nhau. Cho nên em phải nói trước để mà khỏi mất lòng nhau. Đó chứ không phải em bán như cái tụi kia giống như bán xong cho được, không có. Tụi em là không có như vậy nha. Rồi bộ ngọc trai. Em có một bộ dưới 90kg và 5 bộ dưới 70kg sale luôn nha mấy chị. Sale luôn mấy chị 170 đi. Ngọc trai 170. Hơi bị đẹp. Ngọc trai 170. Nguyễn Ngọc Thùy Trang 170.000. Gia Hân Trang Nguyên đừng ghi. Đừng ghi. Gia Hân Trang Nguyên của tí nè. Bi ơi, Bi ghi cho đàng hoàng cái chữ cái Bi. Có khi là chị để ý là chị nghe giùm em cho kỹ nha. Rồi xả Bi của Nguyễn Huyền này. Ngọc trai của Quốc Khang 170.
Ngọc Trai của Quốc Khê 170. Đã nói rồi, Ngọc Trai nói hết cho mấy chị rồi. Ngọc Trai là còn đúng hai size, một bộ còn đúng một bộ size dưới 90kg và còn 5 bộ size L. Rồi Ngọc Trai của Trà My bánh kem nè, Trà My bánh kem Ngọc Trai, Trà My bánh kem 170 ngàn. Còn gì xe mẹ hết rồi chứ, hàng hóa gì mà Ngọc Trai. Ở trên còn ở trên ghế có gì lẻ đem hết xuống đây luôn. Hôm nay xe mẹ cho hết đây. Còn 3 bộ Ngọc Trai mấy chị yêu ơi, còn 3 bộ Ngọc Trai dưới 70kg. Chị nào chốt Ngọc Trai, chốt giùm em sale dưới 70kg. Hàng Quảng Châu về chưa lên like được luôn thôi. Đừng có nói nữa, nói nữa cái tao rống cái họng tao lên muốn chết luôn à. Còn 3 bộ Ngọc Trai dưới 70kg. Còn gì trên nó cũng hết luôn anh. Bán mẹ hết cho rồi, bán riết hàng hóa cho con kẹt. Bán gì mà toàn hàng bom không à. Rồi đâm dây xích. Ai đây nãy bộ đó đó. Đâm dây xích. Đâm dây xích con nè. Đâm dây xích dưới 75kg. Đâm này 220 em không sell nha. Đâm dây xích đen này em không có sell. Dưới 75kg. Chị nào chốt đầm dây xích 220, chốt giùm em lên 220. Đầm đó em có sell. Giờ sell mấy chục hai, mấy chị 20 ngàn cho vui là còn 200 thôi. Các em không sell ha. Rượng rượng chi cho mua bộ đi chùa rồi rồi. Rồi bơm hàng hồi trên ghế quá khó xuống đây. Quá khó xuống đây đúng không? Ai mượn mà đứt dây. Đứt dây nứng chi không biết nè. Bộ này size dưới 92kg nè. Bộ này đẹp lắm nha. Bộ này em nói với mấy chị là rất là đẹp. Bộ Ngọc Trai của Nguyễn Thanh Tuyền nè, 170 ngàn. Đây em nói với chị là cái bộ này là chân váy công sở hơi bị đẹp, ở trên áo mới đẹp. Bộ này là 280 nè. Chị nào chia sẻ livestream này em bán bộ này cho mấy chị 180 ngàn cho đỡ nhục. Em nói thiệt, ở trên là áo vest đẹp lắm, bán cho mấy chị 180 ngàn. Bộ này chị nào 92kg hay đẹp, 85kg trở lên nha, 82kg vẫn còn rộng. Bỏ cái áo Chanel gì, bỏ cái áo Chanel gì gái, nãy giờ có cái áo Chanel gì đâu bà nội. Làm nó treo lên đây, làm nó làm mẫu. Em nói mấy chị là cái bộ vest này đẹp lắm, cái bộ vest này 280. Chị nào trong cái livestream này có chia sẻ dưới 92kg, em sẽ bán cho mấy chị cái bộ này. Bộ này khi mấy chị mặc lên đẹp lắm, cái áo vest này nó dài, nó ôm theo và ở dưới nó sẽ lộ ra cái này, lộ ra cái sắp ly này nè. Bộ này bán cho mấy chị 180 ngàn. Xếp bộ này bỏ bịch đi. Bộ đèn qua có sách trên lầu á. Hả? Bộ của Nguyễn Hiền hồi nãy ai chốt em đưa khỏi tôi lại thôi. Không hả? Có ai chốt hồi nãy. Làm 63kg mặc vừa vậy. Hôm bữa em mua mà không nghe cho em. Để coi thử còn mẫu nào ta. Ớn bán hàng bơm ớn mấy chị. Hàng bơm ớn quá trời luôn. Thì chứ phải bán hàng em mới biết luôn. Cái bao vest này nè, rồi hồi bữa chị đi em đem xuống cho bé Lùng like nè. Xong rồi mày bỏ mấy cái bao đầm dưới đây luôn đúng không? Hồi bữa tối bé Lùng mà like á. Đâu có đem. Thấy bộ của team ba nút cũng để dưới đây nè. Bộ em bỏ dưới còn đầm đi lên trên. Đầm em cũng để dưới này, đầm mà của team mà có ba nút bạc em cũng để dưới này nè. Rồi còn cái này nè. Còn cái này là bộ vest. Set bộ vest 280 lên kiếm bỏ đi. Đưa chị Hải lên kiếm bỏ đi. Nó nằm ngay á. Giờ tụi bay di chuyển rồi, tao không nói được cái địa điểm chính xác luôn á. Giờ đi kiếm đi, biết ở trên lầu không. Cái này là xếp về xếp vết. Xếp vết nha Hải, hai món rộng á. Mà 280 á, coi bì có ly sao. Tôi rầu thì tôi thấy hàng bom mà tôi rầu. Không biết nói sao. Có dùm không, có dùm thần chị. Em có một cái quần mà, em có một cái quần sò. Quần này là 190 ngàn, em bán mấy chị 100 ngàn, 65kg. Chốt cho em quần sọt 100 ngàn. Cái đầm hồi nãy nó size L á chị, là 60-75kg á. À. Rồi lên tiếp áo mấy chị ơi. Có gì mình lên xe mẹ hết đi. Áo này dưới 85kg. Chốt cho em chờ neo vàng bán cho mấy chị 60 ngàn cho dễ. 60 ngàn cho đỡ nhục. 60 ngàn chờ neo vàng. Chị nào chốt chờ neo vàng 60 ngàn chốt cho em. Đây là bộ ngủ nè. Rồi bộ ngủ này 130 ngàn. Giờ còn bộ bán cho mấy chị với giá 100 ngàn. Bộ ngủ này size từ 75kg tới 98kg. Chốt giùm em bộ ngủ đen 60 ngàn của Hồng Ngọc nè. Chốt giùm em bộ ngủ đen 100 ngàn. Bộ ngủ đen cái này là lụa cô tông mấy chị, cho nên phải coi giãn dữ lắm. Chốt giùm em lụa cô tông. Quần riêng size 32 của Trang Kim. Size này 35 nhưng mà khoảng cỡ bằng size 32 là Trang Kim. Rồi Trang Kim 100 ngàn nè, chí đẹp.
trang kim 100.000. Trang kim một trang kim 100.000. Đây là cái bộ mà LV mà em về. Bộ đen 100.000 của Lam Anh Trần Thị 100.000 nè. Cái bộ LV này nè mấy chị. Cái bộ LV này nè. Cái bộ LV nha. Để em nói cho mấy chị nghe nè. Bộ LV này hồi bữa em về đúng một tối luôn, hết tập. Bây giờ nó bơm cho em về bộ size L nè. Size L dưới 70 kg. Size L dưới 70 kg, bộ này 240. Đầm dây xích của cá chép 200 là đầm dây xích này chị cá chép mặc đẹp. 200.000 của cá chép. Rồi mấy chị ơi, bộ LV 240 em xe nha mấy chị, còn 180 dưới 70 kg. 60 đến 70 kg bộ này. Chốt giùm em bộ LV 180.000 bộ LV. LV 180 bộ ngủ đen khắp máy, chút nữa em lên bao ngủ để em sale nha mấy chị, còn 100.000 cho hết hàng. Rồi chốt giùm em LV. LV 160.000. Còn một bộ ngủ màu xanh, áo vàng khách lấy nãy giờ nửa tiếng rồi. Còn một bộ ngủ màu xanh nè. Bộ này size 60 đến 80 kg. Chốt giùm em bộ ngủ xanh bán cho mấy chị 100.000. LV 180 của Lam Anh Trần Thị. Đưa cho bắt tờ Lam Anh Trần Thị mấy thầy á. Như thế ship tờ vô đây 180. LV của Lam Anh Trần Thị 180. Rồi chốt giùm em bộ ngủ xanh 60 đến 80 kg, bán mấy chị 100.000 ngủ xanh. Ngủ xanh luôn. Ngủ xanh. Lam Anh Trần Thị luôn. Lam Anh Trần Thị ngủ xanh 100.000 nè. Bí làm gì nhắn tao cầm điện thoại miết vậy con. Tập trung bán hàng này, tao là hàng hóa gì vậy là tao chết luôn rồi đó. Hàng hóa bán kiểu này đi làm đỉ luôn thôi chứ không có buôn bán gì được đâu. Nè còn mấy bộ thể thao nè. Chờ chút để em tới xuống lấy mấy cái bộ ngủ mà màu xanh trong một cái bao có màu xanh, màu cam đất với màu đen lên đây cho dì xem. Hai bao gì bỏ chung hết rồi. Có Thứ Kiều ơi, chắc một chút nữa chị mới lên áo được. Chờ chị chút nha chị, mấy chị chút. Thấy nhưng mà chị chốt sâu á. Mấy chị đừng có nhường qua nhường lại nữa nha. Chứ em mà giờ nhường qua nhường lại hồng em xây sẩm mặt lồn luôn mấy chị. Lấy bộ LV của Lam Anh Trần Thị. Lấy lại gạch đây. Đưa cho chị Thái Thiếu Linh 180. Gạch 180 đi. Rồi gạch 180. Quy qua cho Thái Thiếu Linh. Để con bỏ bỏ đây. Em có một cái quần thể thao 160 giờ bán mấy chị 140. Em thấy chị nhưng mà chị chốt sâu em không có đọc. Quần lính này còn cỡ dưới 75 kg, 60 đến 75 kg quần thể thao chứ. Rồi quần này còn đúng một cái, không biết còn mấy cái nữa. Rồi đưa cái đồ dưới đây lên được không? Rồi đây. Rồi cái quần này nè. 160 xem với chị 140 coi chị nào dưới 75-77 kg chốt. Hả? À, chị nào dưới 75-77 kg chốt xem 120. Quần này dưới 75-77 kg. Quần này hàng Quảng Châu 120.000 quần thể thao. Chị nào chốt quần thể thao 120.000 chốt lên giùm em 120.000 quần thể thao mấy chị ơi. Trời, tôi không biết đồ gì luôn á. Không biết đồ gì mà làm một nồi lộn xộn đây luôn. Đúng như lấy râu này cắm cầm bà kia luôn. Rồi quần thể thao mấy chị không lấy không đây. Rồi lên cho mấy chị luôn ha, đây là bộ cô tông. Bộ này size gì? Đây là bộ cô tông nè mấy chị. Bộ cô tông này em 220. Rồi bây giờ bộ cô tông này em xem mấy chị 160, bộ này dưới 85 kg. Bộ cô tông này dưới 85 kg nha, quần thể thao của Bảo Ngọc Thi 120.000 của Bảo Ngọc Thi là lò. Rồi bộ này dưới 85 kg, trời ơi mấy bộ này mặc sướng lắm. Chốt giùm em bộ là bộ cô tông túi sách. Bộ này xem mấy chị 160 dưới 85 kg. Xem mấy chị 160 dưới 85 kg nha. Dưới 85 kg. Áo quần thể thao 120.000 đúng không? Em có một con áo dây nè, bán mấy chị 60.000. 60.000 nhưng mà em vừa nha, dưới 80 kg cũng vừa. Chốt giùm em áo dây 60.000 áo dây. 60.000 áo dây. Chị nào mà form crop thích mặc form crop top thì chốt con này ha. Chị nào form crop top thì chốt con này. Bộ cô tông của Tú Trang Lý nè. Tú Trang Lý 160.000 của Tú Trang Lý. Tú Trang Lý 160.000. Chị nào thích crop top thì chốt cái con áo màu cam đất. Chốt giùm em cam đất 60.000 bán luôn. 60.000 bán luôn cho mấy chị. Áo 60 Ngọc Giang nè. Ngọc Giang quận 6. Rồi Ngọc Giang quận 6 60.000. Ngọc Giang quận 6 60.000. Nguyên Ngọc Giang đi con. Ngọc Giang 60.
Rồi bộ ngủ mấy chị ơi, bộ ngủ màu đen size 60 đến 80 kg là mất mẹ. Đây, bộ ngủ màu đen 60 đến 80 kg. Bán 100 ngàn nha. Bây giờ bộ màu đen mà 60 đến 80 kg bây giờ em còn đen nè. Rồi bây giờ bán 100 ngàn bộ cho mấy chị luôn, cô tông lụa. Cô tông lụa nha. Rồi chốt giùm em bộ ngủ 60 đến 83 kg cũng vừa. À. Rồi chốt giùm em nè, bộ ngủ đen. Bộ ngủ đen, số 1 là em còn dưới 82 83 kg, 60 đến 82 83 kg. Áo cam của Ngân Nguyễn Hóc Môn trăm là 60 ngàn của Ngân Nguyễn Hóc Môn. Em còn màu xanh. Dạ em còn một màu nữa. Một màu cam nữa. Rồi, lấy mấy bộ ngủ. Hồi bữa trước bà anh Tứ Võ ha. Bà nói bữa trước mấy cái bộ đồ sexy á. Bà nói chừng là có bộ ngủ nhiêu đồ bộ cũng để cho tôi. Tới khi tôi để lại bà xong thì bà xả hết trơn nó sội luôn. Bà nói trời ơi sao tự nhiên bỏ vô đó thì tôi khổ. Bữa nay bà để bà tự chốt mà. Rồi ba bộ ngủ của anh Na Tuyết Võ, ba bộ 300. Ba bộ 300 của anh Na Tuyết Võ áo cam khách lấy rồi. Thằng con nó hỏi sao bác đọc đọc cờ lọt cọp tộp. Đúng rồi cờ lọt tộp đó con ra con trai. Áo cam khách lấy rồi, Trâm Thanh lấy mấy bộ ngủ có rồi, cờ lọt tộp khách lấy rồi, đủ màu ba màu có rồi chị. Cái bộ ngủ của tông lụa này mà mấy chị cầm vô một cái mấy chị mê. Mấy chị cầm vô mấy chị mê, 100 ngàn bộ sale luôn mấy chị ơi. Rồi. Xả gì? Xả bộ xả cái bộ ngủ chụp vú này nè. Xả bộ ngủ chụp vú. Rồi chốt giùm em bộ cô tông lụa. Rồi chốt giùm em cô tông lụa mấy chị ơi. Đen. Có đen, có xanh và có cam. Còn chị nào size 80 đến 100 kg là nên chốt màu đen số 2 nha. Màu đen số 2 là có. À. Chưa. Chị đưa trùng mà. Không có trùng đâu chị. Rồi qua mẫu nha. Ủa nãy mấy chị chốt bộ ngủ quá trời luôn. Sao giờ em đưa bộ ngủ ra cái mấy chị em ru rồi trời. Thiệt sự luôn á mấy chị, thiệt tình luôn á. Ừ ác dễ sò thiệt. Cái lúc em chưa đưa ra thì mấy chị chốt quá trời. Rồi em có một con Mickey bán cho mấy chị 90 ngàn nè. Con này dưới 90 kg cũng vừa nha. Em bộ cam của Gia Hân Trần Đào nè. Gia Hân Trần Đào 100 ngàn. Không tùy chị à. Tại vì em nói sự thật mà mấy chị cứ hơn thì tùy mấy chị thôi. Tại vì hồi bữa trước á, khi mà em chốt với chị cái bộ mà bộ đầm ngủ này nè. À, xong cái chị nói, mà nói có gì đâu giận chị. Cho nên là bữa nay em phải để chị tự chốt đồ Mickey 90 ngàn của Nguyễn Mai Bình Định nè. Hồi nãy chị Nguyễn Mai Bình Định có lấy bộ ngủ không? Có gì đâu mà chị anh em tiếp vỡ giận. Còn nếu chị giận thì em cũng chịu thôi chứ biết làm sao. Thì đó bữa chị cũng xả hai ba bộ ngủ rồi lúc đó em tự để cho chị á. À chị nói bữa sau mà có cái đồ ngủ sexy gì đó để chị hết. Không để chị một bộ xanh đậm chỉ là một bộ màu màu gì hồi bữa quên rồi, màu đen hay màu gì á. Rồi chị cũng xả cho nên bữa nay em cứ để cho mấy chị tự chốt hết đó. Chứ mấy chị dặn là em không có tự chốt nữa đấy, cho nên giờ mấy chị mà dặn em thì em cũng thua chứ giờ biết nói sao giờ mấy chị. Rồi lên tiếp nha, áo này của chị nè, áo lưới này của chị nè. Rồi tặng nha, tặng cái này chắc mấy chị cho con gái mấy chị nè tặng. Rồi tặng áo dây, tặng áo dây màu ngủ lông ngủ đen 85 kg của Lê Duyên nè. Rồi Lê Duyên xin địa chỉ số điện thoại của Lê Duyên 100 ngàn. Rồi bây giờ lên tiếp đây, tặng tiếp mấy chị ơi. Cái con áo này nè, chốt giùm em tặng áo dây. Chốt giùm em tặng áo dây. Đây mấy chị. Cái con áo này là bữa bao nhiêu người giành lộn nè. Hai rồi bơm nè. Nó có hai màu nha mấy chị lưu ý nha. Nó ở dưới nó có cái vật sọc đậm hơn. Áo này rút dây nè. Thu Kiều có bill không vậy? Không. Chị nào có bill hãy tặng. Ở dưới đây nó rút dây nè. Tặng áo dây của cá chép nè. Con này đẹp lắm rồi. Con này bán cho mấy chị 80 ngàn. Con này dưới 85 kg cũng vừa mà con này đẹp lắm. Bán cho mấy chị 80 ngàn. Chốt giùm em áo rêu. Áo rêu 80 ngàn. Đưa bao này xuống nè. Hôm nay em sale cho hết hàng luôn. Em sale cho bớt hàng nhà em luôn. Áo rêu 80 ngàn. Mấy chị ưng đúng không? Ưng em quốc áo khoác một lô cho mấy chị. Về còn 150 cho mấy chị mua luôn. Em nói thiệt. Nên em quốc cái lô áo khoác giờ còn 150 luôn. Áo 80 ngàn của Kim Hồng. Kim Hồng đinh 80 ngàn. Kim Hồng đinh 80 ngàn. Em có một cái con áo khoác tím. Em có một con áo khoác tím đá Chanel là con đá. Con đá tím là đẹp nhất luôn. Rồi con đá tím này nhiêu? Dạ từ 68 kg tới 100 kg con áo đá tím. Bán cho mấy chị áo khoác tím 150 ngàn áo khoác tím luôn. Bán sale cho hết mấy chị. Em lên cho mấy chị một cái con quần jean size 32. Size 32 là tương đương dưới 70 kg. Rồi con này sale cho mấy chị 140 luôn cho đỡ nhục. Đỡ nhục chứ bơm tới bơm lui mệt chim quá.
đây mấy chị, con này là kim vô, con này dưới 70 kg, con này bán mấy chị 140 chốt giùm em nguồn riêng. Trời ơi coi kìa, áo tím của ai à? Áo tím của Nguyễn Mai Bình Định 150 nè. Áo rêu khách lấy rồi. Hồi nãy ai chị nào chốt quần thể thao là kéo lên. Kéo lên nữa ai chốt. Hồng Thúy quần thể thao. Coi thử Hồng Thúy đi quần mấy à? Hồng Thúy quần thể thao 120 nè. Coi thử Hồng Thúy quần mấy, hình như Hồng Thúy Bình Chánh. Rồi Kim Hương Đinh à, quần riêng. Kim Hương Đinh 140 quần riêng nè. Đây là bộ ngủ nè. Khó này chút nữa em theo tiếp cho. Thúy Kiều hả? Đây đó rồi đó. Tao nào kia 150. Trời tao nói rồi nào tao nói 120 kìa. Có mày sợ vậy? Tao đi tìm dần đó nữa thôi. Thì đó con hỏi nghe 150 đây 120. Đi dùm nè, nè đi đi luôn nè, 687, 678, Bạc Liêu, Bình Chánh này nào. Bỏ áo này lên chị. Này cho nó đang nói. Biết không biết là khách thủ rồi. Đưa viên nè, ghi nè, 678. Em có một con quần 78 nè, con này là 140 xe mấy chị 100 ngàn. Con này khoảng cỡ dưới 80 kg nha, 67 kg đến 80 kg quần này. 67 kg đến 80 kg quần này. Rồi chị nào chốt quần này chốt lên giùm em quần đen. Quần đen này sale 100 ngàn là 140, sale 100 ngàn dưới 80 kg. Quần này chị nào chốt là chị đã may mắn. Chị nào chốt quần này là chị đã may mắn nha. À, rồi chốt giùm em quần 140. Quần thể thao em còn cái nè. Rồi tặng tiếp. Tặng tiếp áo dây nè hả? Cho mày cái áo dây nè hả? Thôi tặng. Áo rêu hết rồi. Em có một con áo thun thái phủ quần. Quần 78 trăm ngàn của anh Tuyết. Anh Tuyết 100 ngàn xin địa chỉ số điện thoại. Rồi em có một con áo thái 70-65kg tới 100kg. Con này áo thái nha, phông dài. Áo thái này 160 bán cho mấy chị 130. Chị nào chốt áo thái 130 ngàn chốt giùm em áo thái 130 ngàn. Áo thái 130 ngàn mấy chị mặc với sọt đẹp lắm. Chốt giùm em áo thái, đừng nói nữa, đừng nói lớn nữa. Nó lớn rống cái miệng theo luôn á. Rồi chốt giùm em áo thái. Áo này đẹp nè. Áo này nhúng em có một con nha. Áo này áo nhúng, con này em có một con. Con này size dưới 80kg. Con này size dưới 80-85kg. Chị nào chốt con áo nhúng thì chốt giùm em bán cho mấy chị áo nhúng. Con này dưới 80kg thôi. Chị nào chốt thì chốt giùm em con áo nhúng này 100 ngàn sale. 100 ngàn sale. Chị nào chốt quần áo sale 100 ngàn chốt giùm em. Áo này 150 tâm lê nè. 130 của Tâm Lê, 130. Áo nhúng của anh Tuyết Võ nè. Nè đứa nào ghi anh Tuyết Võ 100 ngàn nè. Ủa sao cái quần của tao bỏ anh ghế giờ đi mày bán không mày? Có bận đâu rủ lấy để dành chân chơi, có bận đâu mà lấy để làm gì. Áo thái em còn một bao lắm mấy chị ngồi chơi chờ em chút. Em có cái áo khoác hàng bơm là cái gì? 100 ngàn, anh em Tuyết Võ 100 ngàn. Cứ quăng ra là mấy đứa cứ ghi tên xong ghi số thì sao mà thiệt, tụi này sao nó mệt dữ vậy ông. Em có áo khoác lên dệt nè, con này 190 nè. Rất là đẹp, con này có dây cột ngay bụng nha, con này rất là đẹp. Mấy chị ơi, con này mà chị nào từ 60 đến 85, 88kg là mặc sướng lắm. Áo khoác lên dệt bán, con hàng bơm bán cho mấy chị 140. Chối giùm em khoác lên dệt 140, áo nhúng cách lấy được chị. Khoác lên dệt 140. Trước thì họ bỏ bài vô không? Bỏ với bài chắc. Đọc ghi cái tên, ghi cái tiền luôn. Trời ơi, có cái tên, cái tiền mà tôi nói từ cái tao làm tao giờ kể cả thằng Tí cũng vậy. Con phải ghi cái tiền trước, cái tên trước chứ đâu có quen một cái tour like đâu có nhớ đâu con. Quần này size 34 này nhưng mà size hơi nhỏ hơn với quần thường. Quần này chị nào khoảng có 70-72kg trở xuống thôi. Quần này là quần dài ống bắp. Quần này mấy chị lưu ý là quần dài ống bắp nha. Quần này là quần dài ống bắp Thúy Kiều nè. Thúy Kiều, áo khoác 140. Rồi Thúy Kiều inbox em địa chỉ số điện thoại. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận gì Kiều. Bên em livestream 2 giờ trưa và 8 giờ 30 tối. Bên em hàng chính quy cho đổi trả và hàng sale không cho đổi trả. Quần ống bắp là chị nào dưới 72kg hốt 270 ngàn sale cho mấy chị còn 190.
190 ngàn quần ống bát này ha. Trời ơi, chị nào chưa chốt bộ ngọc ca dưới 90kg chốt nè. Hàng bom nè mấy chị. Hàng bom ngọc ca dưới 90kg. Chị nào chốt ngọc ca dưới 90kg chốt giùm em sale cho mấy chị 260, sale còn 170. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Đây nhìn lộn, đây nè. Tôi biết cái chân váy này của ai nè. Chân váy này của cái áo này. Áo rớt tay mấy chị. Bộ này dưới 70kg áo rớt tay. Bộ này sale cho mấy chị nha, bộ này xinh lắm nhưng mà sale luôn. Bộ này dưới 70kg kèm với quần váy đẹp lắm, quần váy xếp ly. Bộ này là 240 sale cho mấy chị còn 180 nè. Có một bộ trong hàng bom, bộ này đẹp lắm. Chốt giùm em bộ rớt tay, bỏ bịch bộ rớt tay luôn quăng qua đây đi ơi. Rồi sale hàng tiếp mấy chị ơi. Em có một cái quần rách tè le hột men nè, ở sau lưng cũng rách nha. Cái chỗ này là dưới cái mông đít nè, cũng rách nè ha. Thông báo tình hình địa phương. Quần này chỉ cho những cái chị mà ăn châu như xe đội giống em mặc thôi. Ở trước là coi như rất tè le nè. Em có quần này. Rồi quần này size này khoảng cỡ dưới 77kg. Quần này size dưới 77-78kg. Ngọc trai của bé An nè. Của chị bé An, bữa chị xã Nguyễn Biêu đó rồi đó. Nguyễn Biêu trong đó chị xã rồi đó. Của chị nói á. Rớt tay chị Thuận Nguyễn nhiêu ký Thuận Nguyễn không? Một đống bên kia. Bộ rớt tay đâu? Rồi chốt bộ rớt tay Thanh Hà. Chị Thuận Nguyễn lấy bộ rớt tay nhiêu ký? Nhiêu qua là bộ rớt tay nó xeo nhiêu qua nè. 170. Rồi đôi bill chị bé ăn ra hả? Thanh Hà. Thanh Hà. Nói chị không phải đâu. Bữa là bữa chị nói rồi đó. Chứ chưa có coi tin nhắc nữa. Em nhớ mà lúc mà chuẩn bị đi á. Bỏ đằng kia. Giờ ghi bill này mới cho chị đi. Ghi bill mới cho chị bé em đi, chút nữa nói chuyện xong. Rồi quần riêng rách của Yên Trình nè. Sale 150 ngàn của Yên Trình luôn. Của ai? Của ai? Như đây. 170. 170. Tôi mệt quá. Tôi la tôi không mệt, tôi ngồi tôi canh tôi mệt. Hồi nãy chị nào chốt bộ cô tông túi sách, còn cô tông túi sách. Cô tông túi sách này size dưới 75kg. Chị nào chốt cô tông túi sách dưới 75kg chốt giùm em cô tông túi sách dưới 75kg. Bộ này mấy chị mặc mê lắm. Bộ này mấy chị mặc không mê đi kiếm em cô tông túi sách. Trời ơi về quần rin áo rin chưa like được luôn. Mà giờ ngồi la hàng bom nè mấy chị thấy em chết không. Giờ đem anh lâu rồi chút nữa tao điều hai thằng lên. Tao điều hai thằng lên làm đi tao. Không nói số ký sao nhớ số ký lấy 73kg hết rồi, không vừa. Em còn một cái quần legging, em còn một cái quần tay legging nè. Chị nào dưới 85-87kg chốt cái quần này. Nó là vừa là quần tay, nó là vừa theo form legging. Quần này là 200, bây giờ em bán cho chị 150 ngàn còn đúng một cái. Chị nào chốt quần Gucci này chốt cho em quần Gucci. Quần này dưới 85kg cũng vừa. Quần này mặc đứng lên. Nè đưa cho cô Tiếp mặc cái quần này thử vừa không? Nè. Lên lầu hai đứa lên lầu dẫn. Hậu em. Rồi tiếp tục. Coi bé lùng qua sốt còn sốt không nha. Vậy thôi là có tiếng mà. Rồi quần khách lấy rồi mấy chị. Thôi trễ quần ơi. Tú Trang Lý chốt kìa. Trễ quần ơi. Bộ này dưới 70kg nè mấy chị. Tú Trang Lý nè. 150 nè. Bộ cô tông của Gia Hân Trần Đào nè. Nè Gia Hân Trần Đào 150 nghe. Phép lại Gia Hân Trần Đào 150 nghe. Cái gì Gia Hân Trần Nguyễn. Bộ đen này nè. Bộ đen này dưới 70kg. Rồi bộ đen này thì có bông 150 nghe. Nè bộ này là bộ mới nha. Thì cho 170 ngàn đó mất mẹ cái áo cái còn cái quần đâu rồi. Cái này nó chi. Cái này rớt ra. Rớt ra hả? Cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Thôi đi chết cho vừa lòng nha. Ủa đâu mất rồi? Nè gấu bông nè, 170 ngàn của gấu bông. Gấu bông coi cổng còn
như cỏ chỉ có đây chưa có ra lại 170.000 mốt đi đi cỏ đó nó là sao đem bỏ cái này cũng phải có nhiều nước rồi em còn của tao mấy mẫu cái lầu luôn á chị. Để từ từ em sell hết cái mẫu mẫu lẻ tẻ đây. Tới rồi em lôi cô tông ra em sell cho mấy chị. Rồi em còn một bộ này nha. Em còn một bộ cổ chữ V, cái bộ này người ta vừa hỏi quá trời nè. Đây, bộ này là quần váy nè. Kèm với áo, bộ này em mặc livestream đẹp lắm mấy chị, nhưng mà còn size L. Bộ này hàng bơi về size L, bộ này sell mấy chị 180 nè. Chị nào chốt bộ này sale 180 chốt giùm em bộ cổ chim. Chốt giùm em bộ cổ chim nha. Cổ chim 180. Rồi tiếp tục mấy chị, bán cho mấy chị cái áo 50.000 nè. Áo này là dưới 85kg. Chốt giùm em áo con chó 50.000. Áo con chó 50.000 mấy chị, 50.000 áo con chó. Trời. Đưa tặng luôn. Đưa áo dây. Rồi đây mấy chị, áo này tặng nè. Mấy chị có con gái mà thích áo lệch vai của Long Dương Quá tặng nè. Lấy thì về phải dùng nha mấy chị. Đừng em tặng rồi thì về phải dùng được. Chó, tự nhiên chửi sao chó thì Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên 50.000 nè. Tối nay em xuống áo rồi em làm 50.000 hết cho mấy chị luôn. Áo này quần này size 34 nè. Quần này là 270.000. Tặng của Yên Trình nè. Tặng của Yên Trình. Quần này size dưới 73, 75, 77 kg. Quần này size dưới 75, 77 kg. Quần này 207. Giờ sale cho mấy chị 200 nè. Quần này đẹp quá trời luôn mấy chị. Thiệt luôn á. Bộ L của Gam Nguyễn. Gam Nguyễn là 180 của Gam Nguyễn. Quần này nè mấy chị. Quần này 207 sale còn 200. Bộ tim khách lấy. Rồi bộ này đẹp nè chị Hạnh ơi. Bộ này đẹp nè. Hàng bom về chứ cái bộ cổ tim đó hồi bữa em mặc lên ngồi live đâu có còn. Chốt giùm em bộ xanh đen nha. Đẹp không chị Hạnh. Bộ xanh đen này dưới 70-72kg. Bộ xanh đen này kèm với quần chính tắc là xe cho mấy chị 170.000 luôn. 170.000 bộ xanh đen. Một rồi quần là 200.000. Quần 200.000 của chị Song Anh nè. 200.000 của Song Anh. Rồi chốt giùm em bộ xanh đen dưới 72kg. Bán cho mấy chị 170.000 xanh đen. Bà nấu cha chơi mấy trò mà còn xả hàng bom không á chị. Á thiệt cái này đi đứng đường luôn. Cái cục hàng này của bà Tô Thí Ngon nè. Ai thách xuống vậy? Bỏ ngay chỗ cũ giùm cái. Ngay chỗ mỹ phẩm nè bé luôn. Con coi sốt qua, con coi sốt qua nha. Lên nằm, lên phòng gì nằm đi. Xanh đen của ai? Đây không mua đồ. Nhìn chị Yên trời dễ thương. Rồi xanh đen của Thúy Nguyễn nè. Cái bao xanh đen này ở trước kính có một cái bao xanh đen nút bạc, nó lấy ra. Rồi cái này của Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn xanh đen 170. Còn vàng bơ mà không biết nằm đâu giờ chút nữa. Chứ giờ đồ nhiều quá bây giờ phải sale. Cho em 3 số rồi luôn dùm em chị em Thúy Nguyễn ơi. Nhiều Thúy Nguyễn quá. Rồi đúng rồi đó. Rồi xanh đen còn đủ size nè. Ở bộ này tôi sale cho mấy chị 170 là được. Tôi xếp lớn đó. Bộ xanh đen này em có size dưới 90kg nữa nha. Bộ xanh đen này có size dưới 90kg nữa. Bộ này dễ mặc đồ lắm. Bộ này mặc sướng lắm. Rất là sung sướng luôn size L. Rồi size L của ai? 170. Cứ size tụi bay cứ hoài vậy tụi bay. Đó ghi 170 đây nè. Thanh Hà 170 nè, cứ sỏi hỏi hoài rồi chừng nào trả lời cho xong biết nữa. Thuận Nguyễn xanh đen lấy XL cho Thuận Nguyễn. Thuận Nguyễn XL 73kg là Thuận Nguyễn 170 nè. Xanh đen của anh Tuyết Võ 170. Anh Tuyết Võ ai giờ ai cầm bill. Anh Tuyết Võ 170 nè. Bộ xanh đen 69kg của Thành Tín nè. Thành Tín khách cũ hoặc khách mới? Rồi Thành Tín ai giữ bill nè. Thành Tín đi 170.000 của Thành Tín đi. Bộ xanh đen của Lê Lan 170. Đây nè. Rồi ai? Lê Lan Vũ Tý nè. Tý lấy cái bịch thép xếp bỏ Lê Lan vô 170.000 Lê Lan. Xanh đen XL của Linh Hồi nè. Ai giữ Linh Hồi? Linh Hồi không? Trời ơi. Rồi một bộ cuối cùng của gấu bông size L. Gấu bông dục đây luôn. Rồi gấu bông nè. Ai bảo bịch bông vui nè gấu bông. Gấu bông 170.000 của gấu bông. Nguyễn Mai Bình Định XL nè. Nguyễn Mai Bình Định.
Rồi Nguyễn Mai Bình Định đi trên lò. Trời ơi, người ta còn bán kiếm gì lợi nhuận, giờ tôi xé ăn bơ mà bù lỗ nữa, thấy mẹ luôn á. À thành tiếng cũ cho em ba số điện thoại đuôi sau chứ. Được, ơi xanh đen, xanh đen. Cái bộ này đẹp lắm cô Tiến. Thích mấy cái bộ đang mặc. Ông bộ này đẹp lắm. Đây nè mấy chị, cái bộ xanh đen này em nói thiệt với mấy chị nha, cái vải nó mê lắm. Sale được cho sale cho hết hàng vậy chứ cái vải này nó mê lắm mấy chị. Mê tít lộ đi. Bộ này vải mê lắm mà mê tít lộ đi tít tà lò luôn. Đây em nói mấy chị mặc vô chỉ có từ mê tới mê thôi. Trời ơi áo con chó gì nãy giờ nữa. Chị Liên Ngọc muốn lấy áo áo đúng không? Chờ đi em còn không cỡ gần 1000 mình áo nhà em bán lẻ. Cái bộ xanh đen này khi mấy chị mặc lên mê lắm. Vải cũng mê mà đẹp nữa. Vừa mê mà vừa đẹp mấy chị, quần cũng co giãn ha. Mấy bộ này mặc sướng lắm mấy chị ơi. Mặc sung sướng cuộc đời luôn. Coi dùm phải lên lan đây nè. Coi dùm cái thích cô tao không hả? Nhiều lên lan lắm. Ủa chị Thiên Mỹ ha, chị cho em ba cái đuôi số điện thoại giùm em chị Thiên Mỹ. Thiên Mỹ này rất là nhiều. Con vô tiền cực quá. Đâu nãy còn hai cái bộ ngọc trai đâu mất tiền mất mạng. Hai ngọc trai size L. Cái đó size gì? L. Hôm nay chị còn để bộ ngọc trai size L. Phải size L. Rồi ngọc trai này size dưới 70kg nè, sale 170 luôn. Bộ ngọc trai size dưới 70kg sale mấy chị 170. Chị nào chốt 170 chốt giùm em còn hai bộ. Còn hai bộ ha. Xanh đen hết size 100kg rồi. Xanh đen của Nguyễn Hạnh này lấy size nhiêu ký chị Hạnh? Xanh đen 170.000 của bé An nè. Rồi đưa bỏ vô bill mới chị bé An tí xíu để quyết bill bé An sao. Thí Nguyễn này 9377 kìa. Rồi bộ ngọc trai em còn hai bộ size L dưới 70kg. Chị nào chốt hai bộ size L dưới 70kg chốt giùm em hai bộ size L dưới 70kg nha. Đúng không mẹ? Thí Nguyễn đi giùm 9377 giùm Thí Nguyễn này nè. Đây nè. Có bộ ngọc trai kìa. Có bông ngọc trai nè, 170 của có bông nè. Rồi mày lo cái kìm được Thượng Mỹ này của ai ở đâu đây? Tìm mình đây. Ai Thượng Mỹ mà. Hồng đô. Khách quen đó, khách quen mà quốc lần 2 cục hoàng bơm á. Mệt nói với ớn nói, mà mua hàng sale giấy gì mấy chị. Bộ đồ 240 bán còn 850 nè. À cháu cảm ơn chị Tín, bà là bà hiểu ý dễ sợ lắm. Còn không? Hai lời của ai? Đúng không? Rồi đúng rồi. Đưa rồi. Nguyễn Hành 70kg hết rồi, bộ này còn thấy lên L là 70 đến 80kg thôi. Nè mấy chị ơi, bộ này là 2 là 90kg. Bộ này mặc ở nhà dễ thương lắm. Em nói thiệt với mấy chị là bộ cúc này. Bộ cúc này mặc ở nhà rất là dễ thương nè. Ở sau có lưng nhúng nha. Ở sau có nhúng, bộ này dễ thương lắm rồi. Bộ này bán mấy chị 150 nha. Rồi chốt giùm em bộ cúc 90kg. Chốt giùm em cúc 90kg, 150 nha. Đây chị nào 90kg hút cái bộ này để dành đi ăn tiệc nè. Chị nào 90kg bữa nay là không có bán nữa. Còn nếu mà một khi mà tôi bán lại cho Hồng Đỗ nha, là trả ship tôi 100.000 tôi mới bán tiếp. Ngọc trai 170 là cái gì? Ai buồn ý là chịu. Trai nhiều. Ngọc trai 170 còn size dưới 70kg nha, tiếp top. Rồi tiếp top là 170.000 xin địa chỉ số điện thoại. Bộ này 90kg nè, bộ sẽ đuôi 90kg. Chị nào chốt bộ sẽ bộ này đi tiệc được luôn nha mấy chị. À, cúc 90kg của Yên Hoàng nè. Ủa sao? Cúc 90kg của bỏ bịch. Ủa Yên Hoàng 90kg 150 nè. Cái bộ này là mấy chị đi tiệc được nè nha. Em nói thiệt luôn, bộ này Bích Thủy nó mặc đẹp lắm. Rồi bộ này sale cho mấy chị nhiêu? 170.000 bộ đen luôn. Bộ đen sale mấy chị 170.000. Rồi bán nãy giờ mà hàng bơm chưa hết mấy má. Mấy má dạng ngựa rừng, ngựa bà, ngựa ông nội chứ không phải ngựa thường nữa. Thiệt chứ. Hồi bữa có một cái bao đầm này hả? Ừ. Em xuống em kiếm cho chị size 14 á. Bao đầm đi tiền nè. 170 đen còn không? Đen 170 nè. Rồi của bé An nè. À anh đưa cái bao bé An cũ này lại cho em. Cái đầm này chị nào 65 đi tiệc chị nào 65kg hút cái đầm này. Còn không 60kg đừng hút, không có phải 65kg đừng hút. Nha đầm xanh. Đầm này mấy trăm ngàn quên mẹ rồi. Rồi, bỏ cái này cho chị bé An nè. 150.000. 150.000 nắm quần lót nè. 5 cái. Rồi cái áo này
này là 180.000 sale cho mấy chị nè. Áo này size 90kg. Tiếp top ơi, vô inbox cho chị rồi. Chị nào 90kg hốt cái áo này, cái áo này dễ thương lắm nha. Áo này chị nào dưới 90-92kg hơi bị dễ thương luôn á mấy chị. Rồi bán áo đen có tay cho mấy chị áo này chị Đại Hiệp mặc vừa nè. Rồi chốt cho em cái áo dưới 92-93kg. Ớn nói rồi gái ơi. Em giờ em ớn nói. Áo khoác nam mấy chị. Áo khoác nam hoặc nữ, con này là nhiêu? Con này là 200 nè. Giờ bán xẻ cho mấy chị 150.000 nè. Rồi con này em nói mấy chị là mặc mê lắm nha. Mặc mà mấy chị đi ngoài càng nắng là mấy chị càng mát. Bữa chỉ thiệt lấy cái áo khoác nào chưa vậy? Con này mấy chị đi mặc đi càng nắng là mấy chị càng mát. Nam cũng được mà nữ cũng được, dưới 85-90kg vừa. Rồi con áo tím em đang mặc là xe mấy chị 150.000. Mấy chị nên chốt con này nè. Nên chốt con này giùm cho em nha. Lưu ý là nên chốt đi mấy chị. Nên con này chị nào 90-92kg mặc cũng vừa đó. Con này là mặc mát 150.000. Nói về mát là con này là hơi bị mát. Chị Thiện giờ đứng về con lấy mấy cái móc đi. Ok mấy cái thằng mày lên nè chị Thiện. Cái đầm mà ren này treo cẩn thận. À cái đầm ren này để của Hải bảy cho bịch. Đó không Hải? Đó. Treo hai đầm này lên chị Thiện. Cái con này mấy chị đi mát sướng lắm. Rồi mấy cái gì nữa? Ừ áo khoác này mới đây nè chị. Áo khoác của Tú Trang Linh 150 nè. Hàng thành phố á chị. Tú Trang Linh 150 nè em. Nem nè, mấy chị mua con này trúng mánh nè. Con này 190 bán mấy chị 150 nè. Con này size từ 60 đến 100kg cũng vừa, chốt giùm em lên giờ 150 nè. Rồi con này mặc hơi bị sướng luôn á mấy chị. 60 đến 1 là 1 mà 60 đến 100 ngàn. Anh đi ơi. 14 hả? Anh Văn Văn, cái đầm này đổi cho anh Văn Văn nè. Bởi vì tới tiếp lên đồng bàn nãy giờ chưa hết hàng bơm luôn không mấy chị. Còn nay hả bà má, má nào con nào thằng nào tao nói bơm hàng tôi ha. Còn má tao nói muốn mà tôi bán hàng nữa ha. Nợ tôi 100 ngàn tiền kẹt tôi mới bán, còn không tôi đếch tôi bán. Vậy chị vô chị lựa bao mẫu khác cho mẹ em đi. À áo 150 là áo gì vậy? Áo khoác hả chị Yên Hoàng, em còn bao là tối đi vô đi. À áo 150 là áo này, 150 của Yên Hoàng. Áo len giọt mà nậu mẹ nó nãy giờ sáng còn bơm chưa hết luôn. Chậm má chậm mẹ. Áo nhúng bán 80 ngàn. Áo nhúng dưới 80kg bán 80 ngàn cho mấy chị. Một phút nữa cái chị mà TikTok em nhắn tin cho chị mà chị chưa cho em địa chỉ nha chị. Không em đâu nói chị. Không phải chị An báo thả của em rồi em nói gì hết trơn. Em chị thấy em lấy cái bill của chị ra mà em còn đưa quần lót ra cho chị không chứ bơm em đâu có bán hàng vậy. Một phút nữa tiếp sẽ mẹ đi mệt quá à. Sẽ mẹ TikTok luôn đi. Đưa cái bộ ở đây từ từ bán. Áo này tặng cho mấy chị nè. Thôi khỏi tặng cho cha Hải luôn. Khỏi tặng. Áo len của anh Văn Hoàng. Hải ơi lên lầu là cái áo len màu cam màu bò hồi nãy á. Lấy cái xuống đây đi. Áo 80 ngàn của Liên Ngọc Trần nè. Ai Liên Ngọc Trần ai giữ 80 ngàn của Liên Ngọc Trần nè. Liên đâu? Liên Ngọc Trần. Rồi lên tiếp nha. Bộ Quảng Châu này nè mấy chị size nhiêu đây? Bộ Quảng Châu này size dưới 80kg. Dạ thì có biểu hỏi. Bộ Quảng Châu này size dưới 80kg. À bộ Quảng Châu này size dưới 80kg. Em xe cho mấy chị 100 ngàn. Không màu. Ủa kích tốt rồi, chỉ rồi bà. Coi không lại có dây, cái loại không có dây mà màu bò á. Hả? Trên trong tin nhắn có cái địa chỉ nào đâu. Vô ngoài cũng đâu thấy đâu. Không thấy chứ, TikTok thôi. Nè, con trai em mới nhắn tin cho chị á. Để lại. Nó tìm, mà nó inbox qua. Chị chờ chút xíu đi, nó inbox qua cho chị liền. Chị TikTok em có nhắn tin cho chị á. Chị, em có nhắn tin cho chị á, chị vô đi. Cái gì quần dài vậy? Quần dài chị, còn quần lót trong hộp không em? Quần lót trong hộp qua. Chị nghĩ cậy còn không? Quần lót trong hộp hết rồi chị Yến Ngọc qua. Biết sao không, tự nhiên bữa đó em ngu em lấy cái 50 hộp à. Mà nói chung hên xui mấy chị ơi, còn có nhiều cái đợt gì hàng lắm, nó gớm lắm. Mà đợt đó quần lót đẹp thiệt.
Chị Yến Ngọc lấy hả? Yến Ngọc này cả nãy giờ có biết gì ta? Bê bê bê, bỏ cái bộ 100 ngàn của Nguyễn Trân nè. Con đùi. Nãy tôi cho xảy ba cái quần thì tôi cho lại nè. Nguyễn Trân nha, làm bill đừng có đừng đánh vô Nguyễn Trân nha. Bill tốt đâu. Tốt mà tự đi hỏi bill có chưa? Có chỉ chưa? Có nè. Để cái bài gì giúp lại. Rồi, 150 ngàn ngồi xuống thở ơi. Anh Văn Hoàng áo này 150 ngàn nè. Nó mặc em A cái bộ nãy đổi á. Em nói với chị nha. Dạ. Trưa mai em đi chị. Trưa mai em đi lấy hàng Quảng Châu cao cấp cho chị. Trưa mai ráng lớp cái tay mập đi chị. Đây mấy chị ơi, cái áo này size dưới 70kg nè. Cái này là cái bộ nè, nhưng mà đẹp lắm. Cái áo Tommy không cũng đẹp nữa. Rồi em bán em xe cho mấy chị 120 ngàn đi. Tặng thêm mấy chị cái quần. Nói chung là cái bộ đó về mấy chị cắt cái phần dưới này cho em. Anh Văn Hoàng không có. Đây ha, anh Văn Hoàng khách mới mà. Rồi đây, rồi bán bộ này cho mấy chị 120 dưới 70kg. Chị nào chốt bộ Tommy 120 chốt. Anh tôi xếp giùm em bộ này đẹp đẹp ra. Chỉ thiện vô xếp bộ này đẹp đẹp 120 ngàn dưới 70kg. Trời ơi, bộ đồ gì mà 250 riết sale còn giá đó không mấy má. Cô rầu thiệt á chứ, tôi vừa rầu, tôi vừa buồn luôn, tôi bán riết cái gì á. Áo nhúng nãy giờ áo nhúng nào chị chi cho chị gì chú chi. Áo nhúng khách lấy nãy giờ lâu lắc rồi mà. Chị comment sát cái comment rồi. Áo nhúng. Cái áo này 180 ngàn nè mấy chị. À xin lỗi, cái áo này 160 ngàn, size dưới 82-83kg nè. Chị nào bữa giờ chưa chốt áo bẹp vai này thì chốt giùm em nha, còn không. Bộ 120 bộ nào? Bộ anh Tư đang cầm, anh Linh Ngọc Trần. Rồi anh Văn Hoàng có địa chỉ số điện thoại chưa vậy? Sao không biết gì bay? Các cụ không phải sợ cái tên nên để làm chứ. Ồ, xả hàng bơm rồi mà còn vậy nữa trời. Cái áo này là chị nào mà 80-90kg hãy lấy. Mà em nói mấy chị cái con áo này đẹp muốn chết luôn. Đâu thôi đi ra chị coi ạ. Ở đâu mà còn bao hàng Quảng Châu nữa vậy trời. Chị nào 80-90kg chốt con áo này cho em. Mà con áo này đẹp lắm, 250 xem mấy chị 150. Tại do nó nhầu nha. Chứ xin lỗi với mấy chị một câu á. Cái áo này là hơi bị đẹp luôn á mấy chị nè. Thấy mấy chị nó có rút, nó có khuyết tay nè. Nó có khuyết tay vào đây nè. Cái con áo này hơi bị sang và chảnh luôn á mấy chị. Bảy mươi là 75-78 tới 90kg con này nha mấy chị nha. Con này xinh lắm mấy chị, em nói thiệt với mấy chị, con này mà mặc sọt xinh lắm. Mấy chị không mặc để mặc cũng được. 150 ngàn, 150 ngàn mấy chị không mặc để mặc. Em có 3 con áo khúc rin. Mấy chị biết rồi, áo khúc rin là 320 đúng không? Thì ngày hôm nay em sẽ bán cho mấy chị với giá 260 ngàn hàng sale. Có một con 65kg. Có 3 con à. 3 con khúc rin. Tại vì nó đưa lộn qua. Đây. Con này là 65kg nè. Sáu mươi lăm ký, 75kg và 85kg. Hôm qua cũng có về bộ chín tấc màu đen đẹp đó, màu đỏ đẹp lắm chị. Đây mấy chị bán mấy chị 260 ngàn vải co giãn nha. Rồi chốt giùm em khóc riêng, mặc khóc riêng đồng bi. Mặc khóc riêng đi học không? Nè cho một cái nè. Rồi bỏ bớt mấy cái khó lùng tùng này nha. Rồi đây mấy chị ơi, em còn hai cái. Một cái là khoảng cỡ 70kg, một cái khoảng cỡ 80kg. 260 ngàn áo khóc riêng. Chị nào chốt áo khoác riêng thì chốt giùm em, chưa lên nguồn ấy luôn. Bỏ lên, Nguyễn Hạnh nè. Nè Nguyễn Hạnh gì đây? Nguyễn Hạnh Vũng Tàu nè. Này Hà Mi Nguyễn 260 nè. Cái của ông. Cái của Chí Thiện là Nguyễn Hạnh Vũng Tàu. Cái này là của Hà Mi Nguyễn. Đây đúng không? Đây. Đây cái đó bỏ bao cũ. Hai cái này của chị bỏ trong thùng xe. Rồi em có cái để hồi rồi giống như cô Tiến sẵn quần vô bán cho ta đó. Chị hết, qua lo giùm em vậy.
Không chị, áo khoác nữ, áo khoác mình nữa mà vải co giãn đẹp lắm nha. Em có một cái áo quần hai lưng là 70 đến 90 kg. Rồi quần này bị bơm về cho nên xe cho mấy chị 160 ngàn. Quần hai lưng là bao nhiêu người hỏi luôn, quần này 90 kg cũng vừa nha. Chốt giùm em quần tây hai lưng, quần này đẹp lắm. Rồi 160 ngàn quần hai lưng. Chị Thiền bỏ bịch đi. Quần đã có người cầu ơn. Bán mà từ mờ sáng tới giờ mà chưa hết hàng bơm. Má bán 1.5 tiếng đồng hồ đó. Bình thường giờ này là kiếm mấy chục triệu rồi, giờ cầu ơn ỉa quần luôn. Em có một bộ Chanel nè. Em có một bộ Chanel rêu. Bộ này là dưới 75 kg. Bộ này dưới 75 kg nha. Rồi bán một bộ này cho mấy chị 90 ngàn luôn. Chốt giùm em Chanel rêu 90 ngàn. Xếp lại bỏ bịch tí ơi. Lấy cái quần của Tú Trang Lý 160 ngàn là Chí Thiện đang cầm 160 ngàn. Tú Trang Lý bán gì tụi đi đúng đường. Các chị thấy là trước sau em cũng đi à. Chú nào xuống kiếm cái bao này bỏ vô nè Hải ơi. Thấy rồi. Thấy rồi, bỏ vô với cái bộ cái áo của chị mới bỏ ra. Nguyễn Thị Thí. Bộ 90 ăn tiếp hả? Bộ 90 của chị ăn tiếp. Bỏ vô 90 của chị. Ai mượn nó vô đặt hàng không biết nữa. Bộ vé size L. Bộ vé size dưới 70 kg. Trời ơi thiệt chứ bộ này không có hàng bán luôn. Nè bà nội mẹ nó vậy mà còn tặng cái cài áo cho cái con đỉ bơm hàng nó. Con quỷ cái, con âm binh, con đầu đầu đinh, con ác le, con quỷ ma thiệt đi là đường. Nó nói rồi là có dắp cục đá tí lòi cái hột le ra luôn rồi. Bộ này dưới 70 kg. Bộ vé bộ này 250 xe mấy chị còn 180. Chốt giùm em bộ vé 180. Giờ neo khách lấy rồi. Quần hai lưng khách lấy rồi anh Văn Hoàng. Xếp bộ này lại. Đưa nó ra cái nó quăng vô lại. Gì nữa? Bộ có cái quần đây nè. Trời ơi, chỉ thiện đưa cho nó xếp bỏ vô gì không lại. Hồng Ngọc vét 180. Hồng Ngọc vỗ châu á. Hồng vét 180 của Hồng Ngọc. Không. Quần hai lưng còn không? Còn cái bà Yến Anh này cho bà nhịn mua luôn. Ra sáng chứ gửi lại cục hàng Yến Anh mà đem đi cắt luôn nè. Điện có bắt máy, điện 4 cột luôn á, không bắt máy mà nhắn tin cái lời sao để lại được. Tao giá cho mấy con bơm hàng tao ha. Tao nói cái vú thì càng ngày nó càng bằng cái hộp le vậy nè ha. Nó bằng cái hộp lụ ha, hộp lụ nha, đừng nói cháy lụ. Mà cái đít nó càng ngày càng nở ra như cái chậu bông vậy đủ má đi vô hả? Gửi đồ gì chị Linh Huỳnh? Chị Linh Huỳnh nói chị gửi đồ lại rồi nha chị, làm gì chị Linh? Chị có nhắc mấy chị mà trước khi muốn gửi đồ cho em là mấy chị phải chụp hình cái bộ đồ đó sao? Ủa mà Linh Huỳnh, anh coi tin nhắn Linh Huỳnh gửi đồ gì vậy? Đây là mấy chị áo này nè, dưới 95 kg cũng vừa nha, 60 đến 95 kg. Chốt giùm em áo hồng mặt trăng xem mấy chị 80 ngàn đi quỷ ma. Áo teo mà cũng còn bơm hàng, thứ quỷ thứ ma gì đâu. Thứ quỷ thứ yêu thứ tiêu văn lộ, 80 ngàn áo nè. Đào giái rồi, đào giái cái vú càng ngày càng nhỏ cái. Còn cái đít ra tao nói đi kẹt cửa kêu ép ép đập nhà máu luôn. Được chị My, không được tấu đi về. Bữa giao lộn cái quần gì đó. Rồi gửi vô. Rồi đây cái gì nữa đây, cái gì nữa đây. Rồi cái dâm mấy chị ơi, cái dâm. Cái dâm cái dâm này size dưới 70 kg, áo hồng của Thi Võ. Chị có chụp cái thiếu qua nè. Cái dâm này dưới 70 kg nè. Rồi cả mẹ đi, 260 bán 160 dâm. Chốt dùm em dâm. Áo hồng 80 ngàn của Thi Võ. Dâm dưới 70 kg, bán mấy chị 160 dâm. Trời ơi, nó bơm một tôi một lòng một nùi áo này. Mùi cái yêu ma thiệt chứ. Bán cho, bán cho. Bán cho bỏ đi. 50 ngàn. 50 ngàn dưới 75 kg. 50 ngàn dưới 75 kg. Chốt giùm em áo ba nút. Tôi bán cho hết mà. Ủa, bữa anh có chụp hình ngoài cho cái con ngô bắp này không? Có sao không? Ngô bắp thành phố. Sao vậy? Bơm đòi kiểm tra hàng gì cũng tung á. Để anh vô coi lại coi. Cái gì tên gì ngô bắp không? Nguyên trình 50k. 50k của Nguyên trình nè. Rồi bán 50k áo màu kem chiếu ngực luôn. 50k dưới 77 kg. 50k áo màu đen chiếu ngực. Chốt giùm em 50k áo kem. Ghi 50 ngàn chưa? Ghi chưa để ghi nữa kìa. Ai chửi? Em chửi gì? Chưa ghi, chưa ghi 50 ngàn mà. Bởi vì nó hỏi rõ
Kem của Kim Hương Đinh. Kim Hương Đinh 50.000. Mấy con này thì có sao chẹt, sao không trèo lên cây đủ đủ cho ra tí dập hai cái vú đi phẫu thuật bơm vú 100 triệu cho tôi trời. Áo hồng bán 50.000 dưới 85 kg, 50.000 áo hồng. Ờ bán từ mờ xét tới giờ chưa cái ông chưa hết thằng bơm luôn cờ nè. Bảo bộ ngọc trai 90 kg bỏ ghi 50.000 đi, đừng có người chốt. Trời ơi đủ có đưa cho ổng không dùng ngược lại không à, bán thì đầu ông kịp chứ. Bán cho mấy chị một bộ áo ngủ, bán cho mấy chị bộ ngủ, bộ ngủ bán cho mấy chị 70.000 cho đỡ nhục luôn. Bộ ngủ này size nhiêu vậy? Bộ ngủ này size 80 đến 100 kg rồi bán 70.000. Cái gì mà ngầu nói miết vậy trời, 80 đến 100 kg bộ ngủ vàng bán 70.000. Áo thái, áo thái 106 bán 130, 70 đến 100 kg chốt giùm em áo thái 130, áo thái 130.000 mấy chị ơi, 130.000 áo thái, áo thái chốt giùm em thái dúi hay thái dúm gì cũng được nha. Cái gì mà từ mờ sáng tới giờ chưa hết hàng bom. Ngủ 70.000 của ai? Ngủ 70.000 của chị Anna Tuyết Võ nè. Với 70.000 trên bộ đồ đi. 70.000 Anna Tuyết Võ. Áo hồng 50.000 của An Nhiên. 50.000 của An Nhiên. Nè cô Tiếp. Rao lên tiếp. Ở vừa đem đi giấu nha cô Tiếp. Phạm Huê. Trời ơi mấy chị biết Phạm Huê nó bơm đĩ già này 50 tuổi nó bơm hàng em mới nói sao biết không? Chửi ít nó bơm ít, chửi nhiều tuần này nó bơm thêm 3-4 cục. Mẹ thiệt. Mấy con đĩ lồn mày nè, chỉ cần mà tao nói mà thằng công ty nào mà năm mở các công ty của 64 tỉnh thành mà những công ty xử lý mấy đĩ bơm hàng tôi chi 10 triệu tôi giả rụng cái răng cửa tôi cũng giả rồi, tôi nói thiệt mấy đĩ chó này nè. Mấy đĩ già mất nót là đủ má thiệt. Mấy con này thiệt chứ làm như cái duyên cái dáng bị kẹt chỗ ngay chỗ khớp háng hết rồi. Mẹ cha mẹ mẹ nó ra. Tu mà không cho tao yên à. Nè bộ vest hồi nãy ai chưa có bộ vest nè. Nè bộ vest chị nào chưa có bộ vest dưới 70kg nè. Bộ vest dưới 70kg mấy chị ơi. Bộ vest dưới 70kg. Rồi sale 180 bộ vest. Tao mua tiếp chị. Bộ vest 180 dưới 70kg. Làm như cha như mẹ nó đẻ nó cho chúng hầm cá tra cá hú sao trụ mẹ cá tra đốt hết cái viên à. Đốt hết cái nốt à. Em là cái gì? Nè Thanh Tiến 180.000. Trời ơi, chốt là chữ em không mà trời. Em còn bộ đi chùa 280 bán cho mấy chị 180 nè. Bộ đồ đi chùa này em có một bộ nè. Bộ này dưới 72-73 kg. Chị nào chốt bộ đồ đi chùa chốt giùm em bộ đồ đi chùa với. Rồi xem bộ đồ đi chùa cho mấy chị 180.000 bảo bịch đây thằng Ngầu thơ thẩm. Nè. Quý bịch ở đó. 180.000 bộ đồ thơ thẩm. Em còn áo thun giấy 70 tới 100 kg. Chốt giùm em thun giấy 70.000. Chốt giùm em áo thun giấy 70.000 bán luôn mấy chị. Cái lúc mà đưa áo thái lên là chốt ram. Lúc mà lòi thêm cái áo thái nữa không ai chốt. Chốt giùm em áo thun giấy còn 2 cái 70.000 cái mấy chị. 70 70 quẹo lựa áo thun giấy là 70. Má chị bị ship từ từ chứ phải mày nhồi không mày. 70 mấy chị ơi, 70. Rồi em còn một bộ beo nè, bộ beo này hồi bữa em mặc về Phú Yên nè. Bộ này dưới 72-73 kg. Rồi bộ beo bán mấy chị 120.000 ơi. Mấy đó bò mê đo bò đê ba rê cái duyên nó kẹt ở mép lồn cái đây đọc được nè mà bà nói mình giờ mới sống vài cái gì vậy bà My, bà nói cái gì tiếng Việt được không bà nội, đọc cái gì mà giống tiếng Anh đấy. Hồng Ngọc beo 120, áo 70.000 của Nguyễn Hạnh nè, áo 70.000 của Nguyễn Hạnh, beo của Hồng Ngọc 120, khung giấy 70.000 của Thanh Thanh nãy giờ có beo chưa? Rồi Thanh 70.000 beo mua thêm cho Thanh, tối 8:30 lên tiếp nha. Chứ beo dưới 100.000 mất cóp em xe. Em nói thiệt á, nó nói không có tiền mà đủ má mấy cái con bơm hàm mà nó chuyện mất vậy là đủ má thiệt, tao chơi 10 triệu. Tao dễ chừng nào mà tao nói rụng hai cái rụng hai cái mép lồn cho chồng khỏi trâu à. Thanh là nằm ở đây nè.
Bởi tao nói nè, cái này 70 ngàn nè, của ai nè? Phạm Hạnh quăng nó cho Phạm Hạnh rồi mà. Nguyễn Hạnh Vũng Tàu. Nguyễn Hạnh Vũng Tàu đâu rồi? 70 ngàn của Nguyễn Hạnh Vũng Tàu. Đeo khách đấy à. Áo này bán cho mấy chị 70 ngàn ok không? Rồi 70 ngàn. 70 ngàn dưới 90kg cũng vừa, chốt giùm em áo trắng 70 ngàn. Trời ơi, bán từ mờ sáng tới giờ chưa hả? Nguyễn Hạnh đi rồi mày bán cho tầm la. Bơm. Mày cười. Kali Nguyễn trắng à. Nè, trắng 70 ngàn của Kali Nguyễn này nè. Tôi bán cái đầm này cho mấy chị trong cái sự đau ra đau xót không nguôi. Cái đầm này tôi đâu có bán đâu mấy chị. 280. Xe dưới 90kg. Tôi xe cho mấy chị còn 200. Cái đầm này tôi mặc nó đẹp bà, cố nậu luôn thiệt. Cổ tim nè ha, tay phòng nè, hơi bị đẹp. Rồi bán 200 đồng này. Được qua đây rồi đó. Hồi nãy chưa hết luôn. Qua đây. Rồi Quảng Châu nha. Quảng Châu sót ba Quảng Châu bán sale nè. Rồi sót ba Quảng Châu bán sale cho mấy chị nha. À, dưới 75kg rồi. 100 mấy kệ mẹ đây, bây giờ bán cho mấy chị 100 ngàn. Quần thể thao 60 đến 75kg. Còn 1, 2, 3, 4. Rồi bán 100 ngàn còn 4 cái thể thao. 4 cái thể thao 4 cái 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn cái mấy chị. Chị nào chốt thể thao 100 ngàn cái chốt nha. Hổm giờ là chưa bán hàng xe. Tụi bay còn tiễn tiễn ha. Tụi bay còn tiễn tiễn với tao ha. Chị nào 100 ngàn, quá lòng chị nào 100kg chốt nè. Chị nào 100kg chốt. Đồ má, bài nào trúng không? Bài nào 100kg ngày hôm nay trúng không? Rồi để cái quần lại trên ghế đây đi, là chút nữa xử lý cái bill chị gì qua nè. Chị về 100kg qua nè. Em có cái áo khoác sống ảo là bán mấy chị 70 ngàn. Áo khoác sống ảo bán 70 ngàn, 70 đến 100kg. Còn cái bán luôn. Áo trắng khách lấy rồi cô Lài ơi. Hàng này hàng sale mà cổ Lai giờ không kịp mấy chị đâu. Thiệt. Hàng, à, hàng áo trắng đó là hàng xuất á. Rồi bán cho mấy chị áo khoác sống ảo 70 ngàn. Áo này 70 đến 100kg nha. 70 trắng ra tới 100kg. Gì? Quần thể thao không ai mua hả? Thế Nhà Bè một đầm 200 ngàn. Điên điên một đầm 200 ngàn. Đen điên điện thoại Thúy Nguyễn. Đại chị 200 ngàn đầm cổ tim không? 200 ngàn đầm cổ tim của Thúy Ngờ nè. Thúy Ngờ Nhà Bè. Rồi không ai chốt, chốt là bỏ cái hàng lộn xộn đưa lên kho nha. Rồi bây giờ em sẽ bán quần này cho mấy chị nè. Áo khoác 70 ngàn của anh Tuyết bây giờ baby 70 ngàn. Bây giờ em sẽ bán quần này cho mấy chị nè. Quần này khoảng cỡ dưới 72-73kg. Quần này em sẽ bán cho mấy chị 80 ngàn cho hết hàng ok không? Khoảng cỡ dưới 73kg, 60 đến 73kg. Nè quần này là Von Caro nè. Quần công sở 78 rồi 80 ngàn quần dưới 73kg. Còn 3 quần. Chốt đi mấy bé ơi. Má bà đó để bả cái duyên nó kẹt ở mép luôn. Mà bả, má bả nên giờ mới sống như vậy. Đó đây là chị nói tiếng Việt vậy đó. Chứ chị nói tiếng nửa Anh nửa Việt em mệt chim lắm. Thúy Nguyễn 80 ngàn nè. Thúy Nguyễn 80 ngàn. Thúy Nguyễn 39-377 rồi. Rồi quần của Trâm Thanh. Trâm Thanh còn bill cho 80 ngàn của Trâm Thanh nè. Rồi còn một cái nữa quần là của Hương Lam. Lam Hương. Rồi quần 80 ngàn của Lam Hương. Hương Lam. Rồi em lên cho mấy chị tiếp tục quần sọt mấy chị ơi. Quần sọt giờ bán nhiêu cho đỡ nhụt đây. Quần sọt này khoảng cỡ dưới 70kg thôi nha. Rồi quần sọt bán nhiêu? Bán 70 ngàn quần sọt đi. Rồi 70 ngàn quần sọt mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi con 5 cái quần sọt 70 ngàn. Chị nào mua mua lẹ đi mấy chị. Bữa nay bán mai nghỉ mốt đi làm đỉ mấy chị ơi. Lấy bộ chính tắc màu đỏ sáng ngọt đây hại. Con cái hàng này chút đẩy nè hại không? Nè. Kéo ra đó. Ừ. Rồi vậy đi. Cái quần này anh tiếng vỏ không vừa đâu. À. Quần này dưới 70kg. Cái quần sọt này dưới 70kg. Sọt Yên Trình ơi mày lấy 2 cái đi Yên Trình. Rồi 140 của Yên Trình 2 cái nè. Yên Trình 2 cái 140. Sọt 2 cái của gấu thì bông nè. Gấu bông 2 cái 140. Lấy cái xếp đỏ. Cái này mà cô Lài mua không nổi đâu, mua không chị không kịp đâu. Sọt hai cái của gấu bông 140 nè. Cái quần này chị anh Tuyết Võ không vừa. Tại vì cái quần này còn size nhỏ. Rồi Phạm Hạnh gì anh? Phạm Hạnh ở đâu á? Hồi nãy đặt. Phạm Hạnh công an.
Làm hành Long An tới quần này chị không có dừa. Dừa là em để liền ha. Đây mấy chị ơi, quần thòn này chị Trang Kim dừa mà chị Trang Kim chốt chậm quá. Nè bộ đỏ này chị gì đó ơi. Bộ đỏ, bộ đỏ. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chốt giùm em bộ đỏ chín tấc nha. Bộ đỏ chín tấc vải co giãn cực kỳ đẻ mấy chị. Vải này rất là đẻ nha. Lưu ý giùm em với bộ sáng ngực mặc lên cực kỳ cưng và cực kỳ đẻ. Bộ này 240.000 mà có tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị nào chưa chốt này thì chốt giùm lên cho em. Ngồi im đó đi, em lên quần riêng cho mấy chị. Có bông. Một lần 5 người mà bill ra có cái mà không có để ý gì hết trơn á trời à. Sao kia mà treo cái đầm mày lên, mày chưa treo lên chưa chứ tèo? Treo đầm mày lên. Kêu treo tôi quăng ra hai cái đầm mà cái ngầu nó cãi không à. Áo thái 130.000 á chị ơi, form này là 70 đến 100kg. Vậy là chốt áo thái, chốt giùm em áo thái nha. Bỏ vô luôn. Còn không áo thái bỏ ghế. Rồi bộ sắn đỏ này, bộ sắn ngược đỏ mai lấy. Rồi bắt cái mỹ phẩm lên để lên rinh nè. Còn mỹ phẩm ai chốt mỹ phẩm thì chốt. Nhớ đưa trà giảm cân xuống nhà dưới nha. Bỏ cái này cho chương trình nè. Mặt nạ. Rồi bây giờ cắt quần rinh nha. Cắt cái kéo lên đó. Cắt lỡ. Ôi con heo này, con heo này. Mặt khử này cô Tiếu. À, mà nếu mà dừa thì đem đi trong giấu ngay cô Tiếu. Nhìn là không có dừa đâu. Dừa đó, bớt giỡn thôi. 75kg cũng dừa đó. Ghi bằng 100kg đây. Rồi bộ thun la dông 90-100kg. Đi đi gái. Bộ này bộ thun la dông này 90 tới 100 kg nè. Rồi xe bộ này cho mấy chị 160.000. Bộ này 90 tới 100 kg. Xe mấy chị à. Xe cho mấy chị bộ này 160.000 đi. Rồi lên. Lên phong size đi hãy không? Thôi chi tiền xuống dưới sắp đây nè. Em nói chị anh tiết giỏ chị nghe không hiểu nè. Có nghĩa là một lọt quần dìa mà mấy đợt trước là em tách lô em bán size lớn rồi. Chị hiểu không? Em đã tách lô em bán size lớn rồi. Thì còn cái đụm này là size em đã nói dưới 70, 71, 72kg mà chị không dừa. Trời ơi dừa em bán cho mấy chị, cho em bán chùm lụm một người nó không sướng nè chị. Có nghĩa là đợt quần em về tổng cộng là một ri nó ba cái. Mà size lớn với size dừa em đã bán hết rồi, nó còn size nhỏ. Chị anh tiết giỏ hiểu không? Chứ bán chùm lụm người nó không sướng không nè chị. Bán lại dê sướng chứ chị. Giỡn hoài. Trời ơi chị đừng có. Chị đừng có phân bì vậy. Em là tính em hồi giờ chị biết đúng không? Tính em cái nào là ra cái đó. Ví dụ như bán dừa còn không dừa thôi. Đó nó vậy á. Rồi kia ra cái mã nha. Rồi lên quần nè. Lên quần riêng nha mấy chị. Chị nào cần riêng thì ngồi lại. Chị nào không cần riêng thì có thể ra đi trong thanh thản. Đúng không? Ủa lộn ra đi, có nghĩa là bị ao ra, tự nhiên ra đi thanh thản gì nói chuyện riết như con điên. Má riết bị mấy con bơm hàng nó làm cho tẩu quả nhập ma luôn. Biết nói cái gì luôn. 261 nè, 265 nè, 265 à, 261 nè, 265 đây, 266 nè. Hôm nay là về đa số con dài 261 nè. Rồi, lên quần nha. Lên quần, hấp miếng nước à. Quần đi này tới 90kg là ok à chị, không có lớn nữa. Mày mau giấu kéo ra rồi. Quần đi này tới 90kg. Em đang cho em địa chỉ số điện thoại chị Thanh Thanh ơi. Một phút nữa em không có địa chỉ số điện thoại Thanh Thanh. Mày giống bị giật mồng quá. Kiếm bây giờ không ra. Đó. Má, mới chọt vô cái đó. Mày chọt cái ai chọt? Người ta chọt hôm nào vậy? Tao thấy mày chọt cái tay đàng hoàng. Thì vừa mới tìm thấy đó. Thì chưa gì hết mày la lên đâu.
ba lá dài là cũng âm không à. Quần dài 200.000 mấy chị coi vậy. Quần này là quần hoa cúc nè, hai bên đặt hàng giờ không biết làm sao đây. Quần này là quần hoa cúc rơi. Quần này là quần dài nha, 200.000 vải co giãn. Em có size từ 32 đến 36, tương đương là 62kg đến 90kg. Chị nào mà chưa biết hồi giờ mình mặc size bao nhiêu á ha, à, chị nào hồi giờ chưa biết mình mặc size bao nhiêu á thì cứ báo giùm em. Đồ hả? Cả mẹ dưới đây cho ngủ gì ngủ miết hả trời. Chưa bà có ngủ trưa đâu. Đó, nó mới ngủ trưa đâu chứ có làm gì đâu mà. Không có tiền. Tháng này chưa có lương đâu. Trời cũng biết cái bài gì đâu ghê chứ đồ hói. Luôn manh. Rồi sai 34 của Hồng Thúy nè. Anh sợ tìm đeo có thử Hồng Thúy này ở đâu, hình như Bình Thạnh hay sao á. Hồng Thúy mới nãy mua phải không? Kêu Hồng Thúy Bình Thạnh là cũng phải quất lại câu Hồng Thúy nãy mua. Hồng Thúy nãy là Bình Thạnh hả? Đủ má vậy không muốn liếc liếc, mở cái tập cầm mắt liếc cái sao à? Ông bỏ cái tập ông hỏi lại đi. Mày mở Hồng Thúy ra hay tiếng Hồng? Mua im luôn đi. Nè chọn con tay vô nè. Không? Bình Thạnh 311, để tôi tự kiếm đi. Bớt hổ vô đầu, bớt thèo đi. 200.000 của Hồng Thúy nè. Rồi mẫu này nha mấy chị nha. Mặt sai mấy chị? À, đây kiếm lại nè, Chu Lương à, 92 mà dòng 220. Quần này chị Trần Ngọc mà không vừa đâu. 92kg với điều kiện chị phải 1m67-68 chị mới mặc vừa quần này. Bị kết dưới 90kg đâu à, theo in hả chị Hương Bùi? Mày tại sao không mày? Theo chị 200. Ơi theo à, hai đứa ra quýnh lộn đi coi ai thắng. Em đè một cái lòi le luôn, lòi hai con gái luôn. Rồi chốt giùm em quần theo hoa nha. Quần theo hoa mấy chị ơi. Chị nào chốt quần theo hoa, chốt giùm em quần theo hoa nè. Từ từ nha, tại vì cái quần này người ta đặt cái lệ tệ nó khó lắm mấy chị. Nó rất là khó. Chị anh văn văn đầm là hồi nãy đổi hồi nãy rồi phải không? Để biết mày. Đâu hỏi mày đâu mày trả lời. Xuân Ngọc 80kg size 35, 200.000 của Xuân Ngọc. Xuân Ngọc còn bill sáng để cho này nè Tư ơi. Xuân Ngọc 200. Xuân Ngọc. Xuân Ngọc. Mày đi không? Hai cái 400 nè. Em mấy 58 không vừa. Chắc là chuyện đúng đúng chị Tuyết Nhung. Nó là nhỏ chút là nhắn tin điên tặng cái cài áo. Hoa cúc 34 của Nguyễn Ngọc Thảo. Dạ ok chị Nguyễn Ngọc Thảo. Nguyễn Ngọc Thảo thành phố, em nhớ chị 33. Em nhớ chị 33 70kg nè. Nguyễn Ngọc Thảo thành phố 200. Ông hoa cúc này đẹp lắm mấy chị. Hoa cúc này rất là đẹp. Hoa cúc này đẹp quá trời luôn. Từ từ nha, cái này là không có nôn được đâu. Rồi của Xuân Ngọc xong rồi nè, gỡ bài của Xuân Ngọc. Nguyễn Mai là không có lấy nè, ngày mai nhớ lấy bia Nguyễn Mai nè. Ngọc Trường Bánh Tre Diễm Quỳnh. Dạ yeah, Diễm Quỳnh này là Diễm Quỳnh ở đâu à? Sợ cái Diễm Quỳnh đây à? Hương Bùi size 36 nè. Nè cái này là Hương Bùi nè, 200.000. Heo cháy tỏi chừng nào có. Heo cháy tỏi có rồi, kia Ngọc Lê mấy lấy cái hộp. Em nè, chờ chút em bán cái món đậu phộng này cho mấy chị. Trái ở đây anh còn thấy nữa đó. À, vòng 292 thì mặc size mấy tiếp top? Chị tiếp top chắc khoảng cỡ 68 69 kg rồi phải không? Đúng không chị tiếp top? Là chị mặc size 32 33 gì cũng được. 33 đi chị. 33 đi chị tiếp top. Còn hơn phút. Không cô gái á. Không cô gái á. 057 đúng không? Cho chọn tay vô nè. Lấy chưa? Thấy chưa con mập? Chưa mày quỷ âm binh. 33 Diễm Quỳnh nè. Thấy giờ ghi bill Diễm Quỳnh chưa? Rồi Diễm Quỳnh 33.
Có một cái Mickey mẻ này nè mày. 33 ngàn hả? 340. Ừ. Ừ, đúng rồi đó, lấy cái 33 nữa đây, rút cái 33 nữa đi. Rồi cho Diễm Quỳnh hai cái 109 cái 200. Rồi 109 nè ông thằng ông nội. Rồi chị mấy chị ơi, 65kg lấy size 32 thôi, quần co giãn dựng lắm TikTok. Rồi, 32 của TikTok đi, TikTok quần hoa cúc 32 nha. Ok không? Ok em quất luôn nha. Nè TikTok nè baby. Rồi TikTok, rồi cột quần hoa cúc lại hả? Rồi kéo giùm chị là hoa cúc bạc. Băng keo có chưa? Rồi kéo băng keo hoa cúc bạc. Rồi bây giờ em lên một mã quần mà ta nói gây điên đảo bao nhiêu người. Chân gà giao thành phố. Chân gà chỉ giao thành phố, rồi lên quần tiếp nha. Cũng là một mã quần không có rách. Rồi từ từ ạ. Sông môi cho đẹp. Hết tiền mua sông môi rồi chị. Chị Ngọc Yên đó đi nha. Lấy sông môi đi ra Phú Yên, tới Phú Yên có cây sông môi rồi đó. Cho máy xin bà già bà già. Quên. Ba 34 quần Mickey này nè. 34 quần cẩm ghi nè. Cẩm A Lam Ngô. Cẩm A Lam Ngô 354 Hồ Chí Minh 109. Không có dấu. Cẩm A Lam Ngô 109 Hồ Chí Minh. Không có dấu. Còn chút mấy chị quần rin là phải chờ. 1 2. Còn quá hồng phí nữa. Rồi lên quần này cho em, hồng phí này mấy cái hả? Nè mấy chị ạ. Ông nhớ mặt không mày? Hồng phí như hai cái gì rồi. Đúng không? Coi coi ngay đó coi. Quần này là không rách nè, mà có túi hộp. Hả? Okay. Quần này có đường cong nè mấy chị, phải co giãn. Nó là xanh đậm nữa ha, quần này 200. Quần này đẹp quá trời luôn mấy chị. Chị thấy con gà chị thèm, chị thấy con gà chị thèm ghê mà chị không, đúng rồi không thức tỉnh cái đó mà chị để ngoài một ngày nó nổi bọt á, nó phải bảo quản trong tủ mát chị để được 3 ngày ha. À, rồi chốt lên quần giùm em, quần này người ta gọi là quần không có rách, quần túi hộp ha. À, không có xếp đại được đâu, mua khô heo thì được, xếp đại không được gì nữa. Đó, gõ cái đầu chim mẹ nó luôn cũng được nội. Kêu lên gõ cái đầu chim ba này luôn. Giữ mặt thôi hả? Con mắt chì vậy nhé em được không? Túi hộp 36 của Trần Thanh Nguyên. Halloween rồi sao? Trần Thanh Nguyên. Nè 200 của Trần Thanh Nguyên. Mày biết Halloween giờ làm sao không? Dắt con bồ vô, vô khách sạn xong mà lấy con cu dễ vô đây ra hù nó ra Halloween. Tao chỉ là mày cứ làm y chang vậy đi. Ủa? Coi kìa cái mã này 2 số 6 rồi hả? Rồi cái quần túi hộp. Thiệt mày làm y chang gì chỉ vậy tí. Dắt nhỏ bôi vô khách sạn rồi dở con cu ra diễn voi lên. Đúng không chị? Chị cái gì chị cũng giống như làm như trùng ý, cười khạc khạc vậy. Rồi quần này mấy chị. Trần Thanh Quyên. Quần này 266 nè em coi mã nữa. Giờ em trong có cháu nội mà chị. Chị giỡn quá. Rồi ba quần của Hồng Thúy. Hồng Thúy phải 34 nè. Không ra rồi em. Nè Hồng Thúy 200. Không thấy 200. Rồi có tí đây. Ủa treo quần túi hộp chị Hương Chương size 36 đi. Có lỗi chưa? Hương Chương size 36. Vì Hương Chương mày con. Hương Chương có dấu. Hương Chương 063 Bắc Giang. Hương Chương 063 Bắc Giang. Hương Chương. Hương Chương. Hương mẹ. Chữ Chương đâu?
Trương. Trương, Trương chứ phải Trương. Lật qua bên kia. Lật qua bên kia. Từ nãy đi xa. Đi à? Đã sao? Ừ. Đi đâu? Đi đâu? Gì? Trời ơi, là trò thì mày đi chứ. Mày đi chẳng lẽ đi vòng bắn mày mày chở tao theo hả? Hương Chương đâu? Rồi ghi cái đuôi chưa? 063 Bắc Giang. Sao tôi mệt mỏi dữ vậy trời? Thì có chó một nuôi người một chút luôn. 200. Mà giỡn, cà tổn vậy. Để góc kia này. Hồi sáng tổng biêu chị Liên vỡ rồi phải không anh? Liên vỡ rồi. Không tí cái nè. Chương đi xa. Phạm Hạnh tối qua có nè. Cái gì đây à Hải? Quần này chị cầm hả? Chị cầm á. À cho lại chị Thủy Lê cái quần túi hộp đây. À, đây là một cái quần hộp hút nè. Hải lộn, đây là cái quần rinh rách ngay đầu gối với lại phía trên. Rồi chị nào lấy cái quần rinh rách thì lấy giùm chờ em nha mấy chị nha. Quần này quần dài rách hơn. Rồi cái này tập lại chốt em về là dài rách nè. Rồi đưa cái quần lỡ vô đây. À, giờ không có ai đâu khỏi lên nữa. Quần túi hộp này đẹp nè chị Thủy Lê. Quần này đẹp quá trời luôn. Quần này đường gân ở giữa cũng đẹp mà túi hộp cũng đẹp. Nói chung quần này xuất sắc 200 chị Thủy Lê. Túi hộp không? Rồi 200. Quần này 2 đi rồi. Mấy quần này là chút nữa chắc vào keo. Chắc vào keo nó cũng đẹp. Rồi em lên cho mấy chị quần lỡ chưa? 190 nha. Quần lỡ chốt giùm em là quần lỡ Mickey. Trăm chín mấy chị ơi, lỡ Mickey. Chị nào chốt lỡ Mickey, chốt giùm em lỡ Mickey bạc ha. Lỡ Mickey bạc 190 ngàn. Có size 32 đến 36 tương đương là 62 đến 90kg. Chốt giùm em lỡ Mickey bạc. Có size 80kg 35 chị Thủy Lê. Cưới hộp đâu. Và 35 Thủy Lê quận nhất nè. Chị Thủy Lê. Không dài chị. Thủy Lê quận nhất. Em ghi cái điều làm đi mới luôn. Nó là dài chị, chỉ có quần bò Mickey này là chín tấc thôi chị. Chốt giùm em Mickey chín tấc 190 ngàn nha. Mickey chín tấc 190 ngàn. Đấy là chút bột mì lại đi hả? Ổn rồi. Hai tiếng ổn rồi. Cưới hộp này nếu mà chị không ưng về chị săn lên. Thế mà chị mặc thể thao chị Kelly, chị săn lên cho em ha. 80kg con chị đúng rồi. Túi hộp 36 của Hương Mùi có rồi. Chị đặt. Ủa túi hộp 36 của Hương Mùi có chưa? Kiểm tra bill Hương Mùi vậy. Mấy kg 72kg của chị Hải Âu 33. Review bill mới Hải Âu 1933. Hải Âu không bao giờ. Hương Mùi làm ra có gì anh? Có cái mã thử. 261. Rồi một khác. Hai cộng cho thêm 200 anh. Đưa cái gì vậy? Đưa cái coi cái gì vậy? Hải Âu 19. Rồi túi hộp của Hương Bùi Thủy Lê quận nhất có chưa? Thủy Lê nốt cái quận nhất chưa chưa? Rồi. Rồi. À, Mickey này dễ mặc đồ lắm mấy chị. Mickey này rất là dễ mặc đồ và cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ mặc đồ mấy chị. Cái này kéo lại đi chính bắt. Rồi xong. Tối 8:30 gặp lại nha mấy chị. Á à, hàng Quảng Châu mới chưa về chưa lên luôn. Còn xếp bộ không á. Mai đi lấy cho chị hả? Mai đi lấy cho chị chị xui chị Hà Mỹ Nguyễn 10 bộ đồ Quảng Châu. Trời ơi bộ 550 ngàn mặc đã. Vải đã lắm. Dạ ok chị. Em lộn chị Hương Chương á. Trăm một quần Mickey 80kg của Đặng Thu. Đặng Thu 80kg 35. Đây. Nè cái Đặng Thu nè 1935. Hỏi lại một lần nữa, cầm điện thoại bấm mà hỏi lại lần nữa, tôi hút hai con giấy kẹt trong chủ điện luôn á. 190 ngàn. Tối 8:30 gặp lại nha.
Mày bán đầu hả? Tấu view lên trăm đi. Làm gì mới ra bà cô với Dương Hải vô làm mỉ bò có mấy ký à? Làm mỉ bò được có 2 ký mấy mà thích làm vậy? Làm để ra cái nước bò để làm bò bắp á. Ha? À, để em lấy về cho chị My lựa. Để em lấy mấy chục bồi cho chị My lựa nha. Tấu nhiều người lên.